Thì ở chương 1 đó là mình đã nghiên cứu về cái phép thử biến cố và xác suất của biến cố. Ở chương 2 mình sẽ nghiên cứu về khái niệm biến ngẫu nhiên. Thì trong lý thuyết xác suất thì nó gọi tên là biến ngẫu nhiên hoặc là nó còn gọi là đại lượng ngẫu nhiên. Nó có cái tên là đại lượng ngẫu nhiên nữa. Thì nó là cái gì? Nó là một cái đại lượng bằng số mà giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả của phép thử ha. Ở đây mình có khái niệm biến ngẫu nhiên như thế này. Đầu tiên là mình có một cái phép thử mà có không gian mẫu omega và k là một cái khoảng hay một đoạn trong tập số thực. Thì khi đó một cái hàm nó đi từ cái không gian mẫu của phép thử đi vào tập số thực á, thì mình gọi nó là một cái biến ngẫu nhiên, với điều kiện là cái tập hợp này nó là biến cố rồi. À, tập hợp tất cả các cái biến cố sơ cấp ở trong không gian mẫu sao cho cái qua tác động của cái hàm này nó biến thành một cái số nằm trong cái khoảng k. Thì đó là cái định nghĩa về mặt toán học của biến ngẫu nhiên. Thì các em lưu ý là chỗ này là cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên á, thì nó gọi là nó ký hiệu là y y mỹ y y y m x ha, miền miền giá trị của biến ngẫu nhiên x. Thì cái tập xác định của cái hàm này nè, cái hàm này nó đi từ không gian mẫu omega ha, vì tập xác định của nó là omega, cái này là tập xác định nè. À, tập xác định. À, tập xác định. Còn miền giá trị nó là tập hợp tất cả những cái giá trị mà thông qua cái hàm này và nằm trên bên trên tập số thực ha. Thì đó là định nghĩa theo kiểu toán học. Định nghĩa về mặt toán học của nó như thế. Thì đây em thấy là cái hình minh họa của mình nè. Đây không gian mẫu omega của mình nè. Thấy không? Không gian mẫu omega nè. Thì cái tập A này nó chính là tập hợp tất cả những cái biến cố sơ cấp nằm trong không gian mẫu omega, thì sao cho cái ảnh của nó qua ánh xạ X này là nó là nằm trong cái khoảng K này. Đấy. Thì tập hợp đó là một biến cố, thì nó định nghĩa như thế. Tuy nhiên thì đối với chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu một cách như thế này. Biến ngẫu nhiên được hiểu là một cái đại lượng bằng số mà giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả của phép thử. Thì thường mình sẽ ký hiệu cái biến ngẫu nhiên là các cái chữ cái in hoa là x, y, z nhân dân. Thì đối với biến ngẫu nhiên thì mình cũng có một số cái ký hiệu viết tắt như sau. Tức là tập hợp những cái phần tử thuộc cái không gian mẫu omega và sao cho x omega nó nhỏ hơn số a. Cái này là số thật nè, này là số thật. À. Đấy. Thì cái này mình phải viết tắt là x nhỏ hơn a để trong dấu ngoặc. À. À, tương tự như vậy thì nếu mà chỗ này có dấu bằng, thì ở đây nó sẽ có dấu bằng. Rồi chỗ này là x lớn hơn a nhỏ hơn b thì bên đây mình viết là x lớn a nhỏ hơn b. Vân vân. À, tiếp theo là về ví dụ về biến ngẫu nhiên. Ví dụ về biến ngẫu nhiên thì khi mà mình gieo một cái đồng xu cân đối đồng chắc thì cái không gian mẫu của mình là nó gồm có hai phần tử S, N. Bây giờ mình gán S cho 1 và N cho 0 thì mình sẽ được cái biến ngẫu nhiên X, nó có miền giá trị là 0, 1. Ở đây 0 có nghĩa là gì? 0 là mặt ngửa, S là mặt sấm. Thì mình có thể mô tả biến ngẫu nhiên này như thế này. Nó là biến ngẫu nhiên chỉ số mặt sắp xuất hiện khi gieo một đồng xu một lần. Thấy không? Gieo một đồng xu một lần. Đấy. Thì bây giờ nếu mà mình gieo đồng xu cân đối đồng chắc hai lần thì lúc này cái không gian mẫu của mình nó gồm có bốn phần tử như thế này nha. Như vậy thì chỗ nào mà em thấy nó có hai chữ S á, thì mình sẽ gán cho nó là số số 2. Còn chỗ nào mà nó có một chữ S á, thì mình sẽ gán cho nó là số 1. Chẳng hạn như đây cái hình vẽ của mình ở đây nè. À, hình vẽ đây mình đây này thì cái chỗ này nó có một chữ S nè. Mình sẽ gán cho nó là số 1 này. Đó. Rồi chỗ này cũng có một chữ S nè. Mình sẽ gán cho nó số 1 này. Như vậy thì cùng hai cái điểm mẫu này mình gán cho cùng một số số 1. Không?
Còn cái điểm mà không có chữ S nào thì mình gán cho số 0. Rồi có hai chữ S thì mình gán cho số 2. Thì như vậy thì cái biến ngẫu nhiên này mình gọi là gì? Biến ngẫu nhiên chỉ số lần mặt sắp xuất hiện khi gieo một đồng xu hai lần. Thấy không? Đấy. Rồi tương tự vậy một cách tự nhiên là nếu như mà mình có khi mà mình gieo một con xúc xắc cân đối đồng chắc đó thì cái không gian mẫu nó là từ 1 đến đến 6. Từ 1 đến 6. Vì thì mình gán 1 cho 1, 2 cho 2, 3 cho 3. 1 cho 1 có nghĩa là mặt 1 chấm, cái này là mặt 1 chấm nè. Mình gắn cho tương ứng với số 1, mặt 2 chấm mình gắn cho tương ứng với số 2. Như vậy thì cái đây là cũng là một cái biến ngẫu nhiên. À, biến ngẫu nhiên cái tức là biến ngẫu nhiên là cái cách mà mình gán số như thế này ha. Thấy không? Chứ không phải là biến ngẫu nhiên là cái số. Lưu ý không? Biến ngẫu nhiên là một cách mình gán số, tức là một cái hàm đó. Đó. Vậy thì ở đây là miền giá trị của biến ngẫu nhiên x này đó là nó chính là cũng cũng trùng với tập không gian mẫu luôn. Không? Đấy. Thì một cách tự nhiên là mình sẽ nói là gì? À, cái biến ngẫu nhiên x ở trong cái ví dụ này đó chính là cái số chấm xuất hiện à, hoặc là cái số xuất hiện ở mặt trên của con xúc xắc khi mà mình gieo. Đấy. Thì ở đây em thấy là có sự gán tương ứng nè, số 1 ở trên tập không gian mẫu của mình ha. Thì trong tập không gian mẫu của mình á, cái số 1 này á có nghĩa là mặt 1 chấm em, mặt 1 chấm. Thấy không? Rồi số 6 này có nghĩa là mặt 6 chấm. Đây là mặt 6 chấm. Mặt 6 chấm. Mặt 6 chấm nó xuất hiện, thấy không? Vậy thì mặt 6 chấm xuất hiện thì mình gắn ngay cho số 6 này luôn. Đấy, vậy thì ở đây là một biến ngẫu nhiên. À, tương tự như vậy thì bây giờ mình quan sát chiều cao của một cây công nghiệp ở nông trường. Thì hôm trước là khi mình học ví dụ về phép thử đó thì mình thấy là thí mình học khái niệm phép thử đó. Thì phép thử là một cái thí nghiệm hay một quan sát nào đó. Thấy không? Thì ở đây một cái quan sát chiều cao, quan sát thật ra mình đo đó. Thấy không? Chiều cao của một cây công nghiệp nông trường. Thì chiều cao của nó của một cái cây mà mình gặp ngẫu nhiên trong nông trường đó, nó là một cái biến ngẫu nhiên x, nó có miền giá trị là từ 0 đến 30. Chẳng hạn như thế này. Tức là có một cây nào đó thì cái chiều cao nó phải lớn hơn 0 mét đúng không? Đấy. Đến nhỏ hơn 30 mét. Thấy không? Vậy thì ở đây thì giá trị của x nó chính là gì? Là một số nào đó nằm ở trong cái khoảng từ 0 đến 30. Như vậy thì ở đây mình sẽ gán cho cái chiều cao của một cái cây cho một cái số thực. Đấy, thì đây cũng là một cái biến ngẫu nhiên. Và ở trong xác suất thì mình gọi đây là biến ngẫu nhiên liên tục. Đúng không? Biến ngẫu nhiên liên tục là cái miền giá trị của nó là nằm nó là một cái số bất kỳ nằm trong một cái khoảng à, nằm trong một cái khoảng hoặc là cái đoạn số thực. Thì bây giờ mình phân loại biến ngẫu nhiên thì từ giờ thì mình có ví dụ về gieo con xúc xắc. Thấy không? Rồi gieo đồng xu. Đó. Gieo xúc xắc, gieo đồng xu, thấy không? Hoặc là quan sát chiều cao của cây. Đó. Thì đó mình thấy là biến ngẫu nhiên thì nó có miền giá trị hữu hạn hoặc là miền giá trị vô hạn và vô hạn điểm được, thấy không? Thì ở đây mình sẽ chia biến ngẫu nhiên ra làm hai loại, đó là biến ngẫu nhiên rời rạc là nó chỉ nhận một số hữu hạn hoặc vô hạn điểm được à, các giá trị thôi. Còn một biến ngẫu nhiên là gọi là liên tục là biến ngẫu nhiên nhận mọi giá trị trong cái khoảng AB nào đó ha. Đấy, thì cái đây mình gọi là biến ngẫu nhiên liên tục đó. Thì các em lưu ý nè thì những cái biến ngẫu nhiên nào mà nó chỉ như là số lần nè ha, số lần nè rồi số sản phẩm nè, số sản phẩm nè, số sản phẩm xấu mà khi mà mình lấy ngẫu nhiên một số sản phẩm, số sản phẩm xấu à, trong bên nào sản phẩm lấy ra hoặc là số số người à, như vậy thì cái này ấy, thường á là nó liên quan đến biến ngẫu nhiên rời rạc, rời rạc. Còn những cái biến nhiên ngẫu nhiên liên tục như là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian nè, thời gian nè, rồi chiều cao nè, chiều cao nè, rồi cân nặng nè. Cân nặng thì em lưu ý là cân nặng thì mình có thể tính bằng đơn vị kg ha. Mà nếu mà tính bằng đơn vị kg nhiều khi nó có 0,5 kg, 0,33 kg như dân, thấy không? Đấy, thì những cái biến này là biến ngẫu nhiên liên tục. Ngẫu nhiên liên tục ha. Thì em phân biệt ha. Liên tục
thì biến nguyên liên tục là miền giá trị nó nằm ở trong một cái khoảng AB nào đó, một khoảng AB nào đó, trong đó AB là các số thực. Bây giờ mình có ví dụ về biến ngẫu nhiên rời rạc là khi nãy mình gieo đồng xu cân đối đồng chất hai lần đó, thì cái không gian mẫu của nó là bốn phần tử. Tuy nhiên thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên chỉ số lần xuất hiện mặt sắt là chỉ có ba phần tử thôi, không một hai. Thì hiển nhiên là cái số 1 này nè, nó sẽ tượng trưng tới tới hai kết quả là sắp ngửa ngửa sắp, đúng không? Đấy. Rồi gieo xúc xắc cân đối đồng chất thì cái x là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc, thì x là biến biến ngẫu nhiên rời rạc. Rồi một hộp có 10 sản phẩm mà trong đó có 3 phế phẩm, từ hộp đó lấy ngẫu nhiên lần lượt có còn lại từng sản phẩm để đến khi gặp sản phẩm thì dừng. Thì khi mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số lần lấy sản phẩm, thì khi đó x là biến ngẫu nhiên và cái miền giá trị của nó là vô hạn nhưng mà đếm được. Thì đây là ví dụ về biến ngẫu nhiên rời rạc. Tiếp theo là ví dụ về ví dụ về cái biến ngẫu nhiên, nói về biến ngẫu nhiên liên tục, thấy không? Biến ngẫu nhiên liên tục là thời gian sản xuất ra một cái sản phẩm x bất kỳ. Thì đó là biến ngẫu nhiên liên tục. Rồi chiều cao của một cái cây công nghiệp mà mình sẽ đo một cách ngẫu nhiên ở nông trường, đó là biến ngẫu nhiên liên tục. Hoặc là tuổi thọ của một loại bóng đèn, hoặc là linh kiện điện tử nào đó, thì nó cũng là một biến ngẫu nhiên liên tục. Thì tính chất của biến ngẫu nhiên thì nếu mà mình có hai biến ngẫu nhiên x y trên cùng một không gian mẫu, và ABC là các cái số thực, N là các cái là số nguyên dương, thì khi đó là x cộng y rồi x trừ y, x nhân y, x mũ n, rồi y chia x với điều kiện y khác không cũng là các biến ngẫu nhiên, và min của x y, max của x y cũng là biến ngẫu nhiên. Và cái biến ngẫu nhiên a nhân x cộng b nhân y cộng c nó cũng là một cái biến ngẫu nhiên. Đấy. Nếu phi là một cái hàm số liên tục thì t phi x cũng là biến ngẫu nhiên. Rồi mình có cái những kết quả là như thế. Rồi, bây giờ chúng ta có câu hỏi gì đặt ra không? Từ giờ các em có theo dõi bài kịp không ạ? Có nghe tiếng thầy nói không? Dạ có. Tấn Tài có phát biểu gì không em? Dạ, thầy ơi, thầy có thể giải chậm lại xíu thầy thì em không kịp. Cái này thầy giảng qua, thầy giảng qua một lượt thế thì, nhưng mà còn cái video phát lại nữa em nha. Chừng nữa mình sẽ xem tài liệu rồi cái là mình xem video phát lại. Bởi vì đó là một lát nữa thì mình cũng sẽ có một cái phần nhắc lại là cái tài liệu chương chương 2 của mình nè, thấy không? Đấy. Thì bây giờ đó là bài giảng của thầy thì chia làm nhiều nhiều phần nhỏ, thì ở đây thì mới đi vào một cái phần thứ nhất là định nghĩa biến ngẫu nhiên. Và cái phần thứ nhất mình mới học là định nghĩa và ví dụ về biến ngẫu nhiên thôi. Thấy không? Đấy. Định nghĩa và ví dụ về biến ngẫu nhiên, và em phải nắm cho thầy là biến ngẫu nhiên là gì. Biến ngẫu nhiên là một cái đại lượng mà nó nhận giá trị một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả phép thử. Em nhớ cho thầy cái khái niệm đó, và đồng thời em nhớ cho thầy là một số ví dụ về biến ngẫu nhiên đây, một số ví dụ về biến ngẫu nhiên rời rạc, một số ví dụ về biến ngẫu nhiên liên tục, thế là đủ rồi, thấy không? Được chưa? Rồi chúng ta có cho hỏi gì thêm không? Rồi có gì nói ha, không sao. Thì mình học thầy thầy nói với, tuy rằng nó hơi nhanh nhưng mà cái video mà này mình sẽ phát lại các em, mình sẽ phát lại, thầy đang có ghi màn hình lại nè, ha đấy, mình sẽ phát lại. Em nào thích thì xem lại thì xem, ha, không bắt buộc, ha, nhưng mà giáo trình thì em phải xem, ha, giáo trình là cái tài liệu về biến ngẫu nhiên và một số phân phối xác suất mình phải xem lại, được chưa? Thế bây giờ mình sẽ sang cái tiếp theo, đó là
cái định nghĩa, cái tính chất của biến ngẫu nhiên nha. Đấy, bây giờ nếu mà mình có hai biến ngẫu nhiên trên một cùng một cái không gian mẫu và ABC là các số thực, N là số nguyên dương, thì khi đó mình có các cái tính chất sau đây. Tính chất thứ nhất là x cộng y rồi x trừ y, x nhân y, x mũ n rồi x chia y với y khác không, thì cái này các những cái đối tượng này cũng là biến ngẫu nhiên. Thấy không? Rồi min x y và max x y cũng là biến ngẫu nhiên. Thấy không? Đấy, rồi x ax cộng bi cộng c là biến ngẫu nhiên, và phi là, nếu phi là một hàm liên tục thì phi x cũng là biến ngẫu nhiên. Đấy. Thì cái tính chất này thầy nhắc lại thôi. Đấy. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Bây giờ nếu mà em gieo một con xúc xắc. Xúc xẻ đó không? Xúc xắc. Em gieo hai lần. Hai lần thì cái không gian mẫu omega của em nó là gồm có những cái số easy như thế này, số easy như thế này. Và y thì nó sẽ chạy từ 1 đến 6. Z nó cũng chạy từ 1 đến 6, nó là số nguyên không? Đấy. Như vậy thì bây giờ từ cái không gian mẫu này mình xây dựng một cái biến ngẫu nhiên như thế nào? Đấy. Tức là nó có nhiều cái biến ngẫu nhiên không? Bây giờ mình sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên. X là biến ngẫu nhiên. Chỉ số chấm của lần gieo thứ nhất. Lần gieo thứ nhất. Y y là số chấm của là biến ngẫu nhiên, chỉ số chấm lần gieo thứ hai. Đấy. Thì rõ ràng là x cộng y này đấy nó cũng là biến ngẫu nhiên. Và có ai mô tả cho thầy biến ngẫu nhiên này đó để chỉ cái gì không? Bạn nào phát biểu gì thầy chỗ này? Không, thầy nhắc lại cái ví dụ này, thầy cho thêm nè. Gieo con xúc xắc hai lần. Thấy không? Gieo con xúc xắc hai lần. Đó. Thì mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm ở lần gieo thứ nhất. Rồi y là số chấm ở lần gieo thứ hai. Vì thì x cộng y nó cũng là biến ngẫu nhiên, mình có một cái kết quả này. Dựa trên đây xuống. Như vậy thì x cộng y này em có thể mô tả như thế nào? Đây, bạn nào nói cho thầy nghe đây. Bạn Chí Hải 20MK có ngồi đâu. Dạ có thì em. Em có mô tả được ít đi. Ít là cái gì em? Ở đây là ít thì gọi là cái gì? Ít là biến ngẫu nhiên chỉ Là gì? số chấm của lần gieo thứ nhất, À, số chấm là gì thứ nhất, rồi y là cái gì? số chấm của lần gieo thứ hai. À, vậy thì x cộng y mình gọi là gì? Số chấm của hai lần gieo À, tổng tổng số chấm hay dấu cộng này em, tổng số chấm hay gì em, không tổng số chấm hay gì em. À, thì bây giờ thầy lại hỏi thêm là gì, cái miền giá trị chỗ này á, là khi mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm lần gieo thứ nhất thì miền giá trị của x là bao nhiêu, bạn nào trả lời được? À, thầy mời bạn khác đi. À, để coi rồi. Cẩm Nhung, Cẩm Nhung nói hay nghe. Miền giá trị của nó là gì? Dạ thưa thầy, Nói nhanh lên. từ từ để em coi cái thầy. Trời ơi. Ở lần gieo thứ nhất là nó có thể xuất hiện cái nào em? Dạ lần gieo thứ nhất là xuất hiện biến x. Là bao nhiêu? Kết quả nó có thể bao nhiêu? Là từ 1 tới 6. Rồi, thầy cảm ơn. 1, 9, 6, 1, 2, dần dần đến 6, đúng không? Rất chính xác. Rồi, bây giờ miền giá trị của Y thì sao ạ? Miền giá trị của Y là sao em?
Tạ cũng là từ từ 1 tới 1 đến 6. 6, đúng chưa? Rồi từ 1 đến 6. Như vậy thì miền giá trị của Z là như, ở đây là mình đặt Z bằng x cộng y ha, bằng x cộng y. Đấy, thì miền giá trị của Z là nhiêu em? Dạ, mình giá trị của Z là lấy từ 1 đến 6 của x cộng với từ 1 đến 6 y này. Ví dụ như em mà em gieo con xúc xắc ở lần gieo thứ nhất em được mặt 1 chấm nha, thì x bằng mấy? X bằng 1. Rồi ở lần gieo thứ hai em được mặt 1 chấm nữa thì y bằng mấy? Bằng 1. Vậy thì x cộng y bằng mấy? Dạ bằng 1. Trời ơi, 1 cộng 1 là bằng 1 hả cô À, Lưu? bằng 2, Hả? 1 cộng 1 là bằng 1. bằng 2. Đúng rồi, thì miền giá Mà trị em của học biến dở cố quá nhiên này đó vậy. là nó phải từ 2 trở lên em ơi. 2 hay không? Có 3 không? Có 3 không? Dạ, có. Thế nào Z bằng 3 khi Không. nào? Z 3 khi nào? Z bằng 3 khi ngẫu nhiên của x là 2, y là 1. X là 2, y là 1, đúng rồi, nhưng mà còn cái nào nữa không ạ? À? Dạ, x bằng 1, y bằng 2. Rồi đúng rồi, đúng rồi ha, đúng đó. Bây giờ 4 cũng được nè, phải không? Đấy, rồi tới mấy được? Z này miền giá trị Dạ, tới tới mấy? 12. Rồi, tới 12 chính xác, đúng không? Thì em thấy miền giá trị của nó là gì? X cộng y đây nè em, x cộng y đúng chưa? Đó, vậy thì rõ ràng là Z là bằng x cộng y, nó cũng là biến ngẫu nhiên đúng chưa? Đó, Z là x cộng y, nó cũng là biến ngẫu nhiên. Và tương tự như vậy thì em có thể xác định được là x trừ y không? Miền giá trị của x trừ y không? X trừ y nó có thể bằng bao nhiêu? Dạ, x trừ y nó từ không hay thành lúc nào từ không? Không được không nhỉ? Bây giờ nếu mà lần gieo thứ nhất mà nó mặc 1 chấm, lần gieo thứ hai là nó mặc 6 chấm, thì x trừ y là bằng nhiêu? 1 trừ 6 là bao nhiêu em? Năm. Là trừ 5 phải không? Nếu mà đặt T Dạ, bằng em x thấy. trừ y nè, x trừ y phải không, thì miền giá trị của T IMT lúc này nó sẽ bằng là trừ 5 là đúng không? Trừ 4 có không ạ? Có Trừ 4 có luôn. trừ Rồi ba trừ 3, trừ 2, cho đến năm. tới 5 rồi. 5 tức là nếu mà lần thứ nhất là nó là 6, lần thứ hai là 1 phải không? Đấy. Thì miền giá trị Dạ. của T nó như thế này. Đấy. Rồi tương tự như vậy thì em có thể tính miền giá trị của biến ngẫu nhiên S đi. Ở đây mình đặt S đó bằng x nhân y, x nhân y à, thì em có thể để tìm được miền giá trị của S bằng bao nhiêu không? À, bây giờ. Nó có thể bắt đầu từ một 1 đến mấy? được một cho tới một cho tới 36. 1 cho tới 36 thì nó cũng chưa chính xác lắm em ơi. Ví dụ như 1 nhân 1 là 1 nhân 2, 1 nhân 6. Nhưng mà có cái số nào 1 nhân mấy bằng 7 không? Hoặc là tức là cái miền giá trị này nó có số 7 không? Nó có số 7 trong đây không? 7 là mấy em mấy? Ủa, Không có đúng bảy không? sao Không có, nhân? không có. Nó không có số 7. Đấy không? Cho nên mình nói từ 1 đến 36 là không chính xác. À, đâu chúng ta cùng suy nghĩ thử coi. Nếu như thế này mình đặt Z là bằng x nhân y thì nó sẽ có những kết quả nào? Thì thực chất là mình thực chất là thế này các em cứ lập cái bảng ra, em cứ lập cái bảng ra. À, mình sẽ lập cái bảng ra như thế này. Rồi để thầy lấy cái trang quạt ra thì viết đi cho nó dễ.
Đó, thì bây giờ mình có thể lập thành một cái bảng như thế này. Đây mình ghi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở cái cột này đó là số lần gieo thứ hai đó. Vậy thì nếu mà mình lấy 1 nhân 1 này thì nó ra kết quả là 1 nè. 1 nhân 2 kết quả là 2 nè. 1 nhân 3 là 3, 1 nhân 4 là 4, 1 nhân 5 là 5, 1 nhân 6 là 6. Còn 2 nhân 1 là 2, 2 nhân 2 là 4. 2 nhân 3 là 6, 2 nhân 4 là 8. 2 nhân 5 10, 2 nhân 12, đúng không? Rồi cái này là 3 nhân 1 là 3. 6 9 12 15 18. Rồi 4 nhân 1 là 4, 4 nhân 2 là 8, 4 3 12. 44 16 45 20 46 24. Okay. 5 nhân 1 là 5 là 5 nhân 2 là 10 nhân 3 15 20 25 30. Tương tự 6 1 là 6. 6 2 12, 6 3 18. 6 là 6 4 24, 5 30. Sao? Vậy thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên S là nó gồm có những kết quả nào? Thì em thấy cái nào trùng nhau thì em không kể nữa, phải không? Ví dụ như có số 1 nè, có số 1 nè. Đấy, thì em gạt bỏ số 1 này đi. Thấy không? Bây giờ có số 2. Có hai số 2 đúng không? Hai số 2 gạt bỏ đi. Số 2 đây. Đấy. Rồi có số 3, có số 3 đây. Phải có hai Thầy số 3. ơi, cái chỗ cái hàng có 2 nhân 5 bằng 10 á, mà thầy viết bằng 5. 2 nhân 5 bằng 10 à? Dạ, thầy viết có 5 á. À, 10 đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Đấy, 2 nhân 5 bằng 10. Rồi tới tới 4 rồi, 4 rồi. 4 thì có mấy số? 1 2 3, có 3 số 4. À, số 4. À, tương tự như số 5 thì đây là 1 số 5 nè. Có 2 số 5, 2 số 5 nè. Rồi tới mình nghiên cứu về số 6 thì sao? Số 6 thì nó có 2 số 6 không? À, 6 2 số 6. 6 là ghi con thôi. Tới số 7. Số 7 thì không có đúng không em? Số 7 không có, nhưng mà số 8 thì có hai con. 8 là có hai con, không có số 7 ha. Rồi tới 9. Chỗ nào mình lấy rồi mình gạch bỏ đi. Ủa 6 là mấy con em? Có thứ ba con nữa thầy, À, 4 bốn con con chứ. sáu 6 4 còn 6 rồi. bốn con 4 còn 6. Số 8 số 7 không có nhưng mà số 8 là có, là số 8 hai con này. Không? Rồi tới 9 thì nó có một con số 9 thôi. 9. À, thì dân dân thì mình sẽ liệt kê ra hết tất cả phần tử của ít ngay được. Tóm lại là cái chỗ này đó thì mình đã làm quen với cái tính chất là nếu ít y là cái biến ngẫu nhiên trên cùng một cái không gian mẫu thì ít nhân y cũng là biến ngẫu nhiên, và tương tự như vậy thì ít chia y với y khác không cũng là biến ngẫu nhiên nha. Còn cái min ít y này là xác định sao? Min mắc ít y này xác định sao? À, thì lấy ví dụ như lần thứ nhất đó là mình gieo được mặt 3 chấm. À, x bằng 3. X bằng 3. Rồi lần thứ hai mình gieo được mặt 4 chấm. Vậy thì min của x y nó sẽ bằng mấy? Min x y lúc này nó sẽ bằng mấy? Bằng 3, đúng chưa? Đấy. Vậy thì thầy đặt vấn đề như thế thì bây giờ đó là cái miền giá trị của min x y ở trong cái ví dụ này thì thầy vừa nêu này. Miền giá trị của cái thằng min x y nó sẽ gồm có những giá trị nào? Ai trả lời được? Ai trả lời được ạ? Chạy vào. Thì nhắc lại là ở đây là cái ví dụ của thầy là gieo một con xúc xắc hai lần, phải không? Và gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm ở lần gieo thứ nhất, gọi y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm ở lần gieo thứ hai, và cái biến ngẫu nhiên của mình là biến ngẫu nhiên quy nó bằng min xi, không? Biến ngẫu nhiên quy là bằng quy bằng min của
X và Y. Như vậy thì miền giá trị của Q là bằng bao nhiêu ạ? Ai trả lời được? Từ 1 tới 5 không ạ? Từ 1 đến 5. Bạn Chí Hải thì sao ạ? Dạ, em giống với ý kiến của Từ 1 đến 5. Thế thì bây giờ thầy lại hỏi em là nếu như lần thứ nhất là nó mặt 6 chấm, lần thứ hai mặt 6 chấm, vậy min của hai thằng đó là bằng bao nhiêu? Bây giờ em có hai số 6 hết thì em lấy min nó bằng nhiêu em? Giá trị nhỏ nhất, cái số nhỏ nhất của nó là mình lấy số nào? Phải số 6 luôn không ạ? À? Cho nên là cái miền giá trị của nó là từ 1 đến 6 luôn nghe em. Thấy không? Chứ không phải từ 1 đến 5 nghe chưa? Em hiểu chưa ạ? Đấy, thì thầy nhắc thêm là cái min max này nè. Đó. Còn AX cộng BY cộng C này là dễ rồi nghe. Đấy. Còn phi này đã là một cái hàm số liên tục phải không? Và T này là một cái hàm phi mà tác động lên biến ngẫu nhiên x. Thì lấy ví dụ như lúc nãy mình nói x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm ở lần giao thứ nhất phải không? Bây giờ là mình đặt biến ngẫu nhiên B nó bằng 3 lần x bình phương như chẳng hạn, thì đây cũng là biến ngẫu nhiên này em, không? Đấy. Đấy, thì đây là tính chất của biến ngẫu nhiên. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo của mình về biến ngẫu nhiên đó là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên. Hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên thì nó sẽ định nghĩa như thế này. Định nghĩa như thế này. Thì hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là một cái hàm mà nó có xác định như sau. Với mỗi cái số thực x, với mỗi cái số thực x, này là số thực nha, ở số thực x thì giá trị của hàm f lớn x nó sẽ bằng xác suất để biến ngẫu nhiên x nhận giá trị nhỏ x, thì cái này là gọi là xác suất nha. Thì như một cái ví dụ để cho em hình dung nè. Bây giờ em có một cái thời gian em đi từ nhà đến trường ha, thời gian em đi tới nhà đến trường là từ 0 đến 30, đơn vị là phút. À, thì 0 đến 30 đơn vị là phút. À, có khi là có một bạn đi 1 phút là tới, đi 1 phút là tới, không? Có bạn đi 1 phút là tới tới trường, nhưng mà có bạn đi tới 30 phút mới tới trường, không? Cái này mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian đến trường của một học sinh trong cái lớp A nào đó, không? Thì có một bạn là đi 1 phút là tới trường, cũng có bạn là đi 3 phút mới tới trường, không? Có bạn đi 5 phút mới tới trường, có bạn đi 30 phút mới tới trường. À, thì miền giá trị của nó là miền này. Bây giờ mình tính xác suất là cái thời gian thời gian đó một bạn này đến trường là từ từ 15 phút trở xuống, từ 15 phút trở xuống, phải không? Tức là mình xét cái biến ngẫu nhiên x là biến ngẫu nhiên x là biến ngẫu nhiên chỉ cái thời gian đến trường của một học sinh đó, thì khi đó thì biến ngẫu nhiên x là mình sẽ có cái hiện tượng là 15 thế này, và mình cần tính xác suất của thằng tính xác suất con này thì nếu như mà mình biết được là cái hàm phân phối của nó thì mình thế vô mình cứ tính F15 là ra. Tính F15 là ra theo này. Vậy thì F15 này chính là giá trị hàm phân phối tại điểm x bằng 15. À, đấy, thầy lấy ví dụ như thế. Bây giờ để minh họa cho một cái hàm phân phối xác suất. Vậy thì hàm phân phối xác suất của x nó gắn với cái biến ngẫu nhiên x mà mình vừa đặt tên đúng không? Đấy. Thì cái này nó còn gọi đầy tên đầy đủ của nó là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x, không? Đấy. Và thường đó là mình sẽ gọi tắt là hàm phân phối. Hàm phân phối.
Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu tính chất của hàm phân phối này như thế nào ha. Thì em thấy là khi mà ít là mà cái giá trị ít, cái này là xuất thực này, cái này là xuất thực. Còn cái ít lớn này nó là biến ngẫu nhiên ha, biến ngẫu nhiên. Như vậy thì f lớn ít này nó sẽ bằng xác suất để biến ngẫu nhiên ít này nó nhận giá trị từ cái ít nhỏ này đảo xuống ha. Và chỗ này mình sẽ đặt tên nó là f lớn ít, mình còn gọi nó là hàm phân phối xác suất tích lũy đó. Đó thì tính chất tiếp theo nó là gì? Tính chất tiếp theo nó là với ít mà nó tăng thì f ít nó cũng tăng theo, không? F ít nó tăng theo. Tức là ít từ ít một mà nó nhảy lên ít hai thì là ít nó tăng đúng không? Nhưng mà f ít một thì nó sẽ nhỏ hơn f ít hai, tức là f ít hai nó tăng lên, nó lớn hơn f ít một. Nghĩa là cái hàm này nó tính chất là hàm đồng biến, hay còn mình gọi chính xác là hàm không giảm. Nó tăng hoặc là nó bình bình. Đó, và cái tính chất thứ ba là giới hạn của hàm số fx. Giới hạn của hàm số fx nó sẽ bằng 0 khi x tiến tới âm vô cùng và bằng 1 khi x tiến tới dương vô cùng. Và một cái tính chất nữa là mình sẽ tính cái lim. Lim của fx khi x tiến tới a cộng. Lim của fx khi x tiến tới a cộng thì nó bằng fa. Đây là điểm A. Bây giờ mình lấy cái x ở đây. X nó nằm ở bên phải của A mà nó tiến về A như thế này gọi là x tiến tới A cộng. Còn nếu mà cái điểm A nó nằm đây, điểm x nó nằm đây, và bây giờ mình cho x nó tiến sát vào A thì cái này gọi là x tiến tới A trừ. Tức là nó tiến về A nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn A thì gọi là tiến tới A trừ. Còn bình thường đó thì mình ghi là x tiến tới a thôi, không có dấu cộng dấu trừ này, có nghĩa là nó có khả năng hai bên nó tiến về x hết, về a hết, không? Thì cái giới hạn này gọi là tính liên tục phải của cái hàm phân phối xác suất tích lũy. Thì ngoài ra thì nó có những cái tính chất bổ sung, chẳng hạn như mình có được cái hàm phân phối xác suất tích lũy thì mình sẽ tính giá trị x nó nhận trong trong khoảng AB là bằng bao nhiêu? Đây nó bằng FB trừ FA. Và mình muốn tính xác suất để x nhận giá trị tại một cái điểm nào đó thì nó sẽ bằng FA trừ trừ cho cái giới hạn trái của FX tại điểm A. Đó, bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái ví dụ này. Rồi, bây giờ em đọc ví dụ giùm thầy. Mình phân thầy trò mình cùng phân tích ha.
Rồi các em đọc ví dụ này xong chưa? Rồi, chúng ta cái ví dụ này chúng ta có hỏi gì không? Bây giờ thầy phân tích ví dụ ha. Bây giờ mình đảo là cái ví dụ gieo đồng xu cân đối đồng chắc một lần. Nghe xin lỗi, hai lần gieo đồng xu cân đối đồng chắc hai lần. Thì cái không gian mẫu của phép thử của mình là thế này, bốn phần tử này. Đấy. Thì bây giờ cái mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số mặt sắp xuất hiện phải không? Thì miền giá trị của x là 0 1 2. Miền giá trị của x là 0 1 2 ha. Thì mình có sự tương ứng như thế này. X bằng 0 có nghĩa là nó xuất hiện kết quả là hai mặt ngửa, tức là không có mặt sắp nào. X bằng 1 thì nó sẽ có khả năng là sắp ngửa hoặc ngửa sắp. À, tức là mặt mặt sắp mình xuất hiện một lần. Và x bằng 2 có nghĩa là mặt sắp xuất hiện hai lần thì nó có kết quả này thôi. Như vậy thì nếu như mình trên cái trục số thực á, mình lấy ba số 0 1 2 thì rõ ràng nó chia cái tập số thực thành bốn cái khoảng. Từ trừ vô cùng đến 0, rồi từ 0 đến 1, rồi từ 1 đến 2, rồi từ 2 đến cộng vô cùng, đúng không? Như vậy thì nếu mà mình lấy một cái số thực bất kỳ nằm trong cái một số thực bất kỳ thì cái số thực đó nó sẽ gơ vào một trong bốn cái khoảng này. Đấy. Thì gọi tắt là khoảng ha, chứ thật ra cái này gọi là nửa khoảng. Đấy. Thì như vậy thì mình sẽ tính giá trị của fx với x nhận giá trị nằm trong bốn khoảng đó. Thấy không? Chẳng hạn như thế này. Nếu x nhỏ hơn 0, tức là x nó nhận giá trị trong cái khoảng thứ nhất không? Tức là x nó nhận giá trị trong cái khoảng thứ nhất này nè. X mà nó nhận giá trị trong cái khoảng thứ nhất này. Thấy không? Là x nhỏ hơn 0 đó. Thì bây giờ mình coi cái fx là bằng nhiêu không? X nó nhỏ hơn 0. Rồi thì nếu mà x nhỏ hơn 0, bây giờ mình muốn xét cho cái x lớn này nó nhỏ hơn x nhỏ rồi luôn. Thấy không? Thì mình thấy là x lớn này nó chỉ có ba giá trị thôi. X lớn nó chỉ có ba giá trị thôi là 0 1 2 thôi, 0 1 2 thôi. Đấy. Thì bây giờ trong ba giá trị này mình thấy là không có giá trị có giá trị nào mà nó nhỏ hơn x này. Thấy không? Lưu ý là x này nó còn nhỏ hơn 0 nữa. X này nó còn nhỏ hơn cái số nhỏ nhất của giá trị của x này của cái biến ngẫu nhiên x này. Thấy không? Đấy. Cái thằng này nó còn nhỏ hơn 0 nữa. Vậy thì rõ ràng là không có giá trị nào của biến ngẫu nhiên x lớn này mà nó nhỏ hơn bằng x nhỏ này. Thấy không? Cho nên là cái tập tập hợp này là nó bằng tập rỗng. Và do đó là tập rỗng thì cái xác suất của nó là bằng 0. Thấy không? Đấy, cho nên là cái giá trị của fx bằng 0. Đấy, tương tự như vậy thì bây giờ nếu mà mình xét cái x mà nằm trong cái khoảng thứ hai, khoảng từ 0 đến 1. Từ 0 đến 1. Thì rõ ràng là cái x lớn là bé hơn bằng x thì nó sẽ xảy ra trường hợp là cái mặt hai mặt ngửa xuất hiện. Cho nên là xác suất để x mà nhỏ x tức là xác suất để xuất hiện hai mặt ngửa nó bằng 1 phần 4. Không? Rồi tương tự như vậy thì nếu mà x mà nó từ 1 đến 2. Từ 1 đến 2 thì cái xác suất này nó sẽ bằng 3 phần 4. Và do đó giá trị của fx nó 3 phần 4. Và còn lại là nếu mà x nó rơi vào cái khoảng thứ tư tức là x lớn bằng 2 thì xác suất nó bằng 1 và do đó cái hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x là nó sẽ có dạng như thế này. Đấy không? Đấy. Thì bây giờ mình có thể vẽ cái đồ thị của cái hàm này bằng cách này. Đấy. Thì nếu mà nó nhận giá trị từ 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 không đảo xuống từ không đảo xuống thì miền giá trị của nó là không thế này à. Rồi nếu mà nó đã nhận giá trị từ không đến một từ không đến một thì giá trị của nó là 1/4, giá trị con f là 1/4. Còn nếu mà nó nhận giá trị từ 1 đến 2 từ 1 đến 2 thì kết quả của nó là bằng 3/4 3/4. Và cuối cùng là nếu mà nó đi từ 2 trở lên
từ 2 trở lên. Từ 2 trở lên thì nó bằng 1. Như thế này. Đấy. Thì mình thấy là cái lúc đầu là mì giá trị nó là 0 nè, sau đó nó nhảy lên 1 phần 4, rồi nhảy lên 3 phần 4, rồi cuối cùng nhảy lên 1. Đấy. Thì đây là ví dụ về một cái hàm phân phối xác suất. Thì đây là cái hàm phân phối xác suất lúc nãy thầy vừa mới vẽ hình đó, nhưng vẽ không có đẹp, đây vẽ bằng máy, vẽ bằng tay. Cái đường màu xanh là cái đường đồ thị của hàm phân phối, ví dụ trong ví dụ 1. Rồi ví dụ 2, khi mà mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc một lần, đó này gọi x là số chỉ số ở trên mặt trên, thì miền giá trị của x là như thế này, miền giá trị của x là từ 1 đến 6, và do đó cái hàm phân phối xác suất của nó như thế này. À, đấy. Rồi cái em tham khảo cho thầy, và sau đó em làm cho thầy một cái bài tập nho nhỏ, tức là thầy yêu cầu là chúng ta gieo một cái đồng xu cân đối đồng chất một lần. Bây giờ mình sẽ tìm mình gọi ít cái này cân đối đồng chất 3 lần ấy, 3 lần, 3 lần mình gọi ít là số lần xuất hiện mặt sắt sắt. Bây giờ yêu cầu là tìm tìm cái hàm phân phối xác suất của ít. Ai làm được? Đấy, thì bây giờ các em xem cái ví dụ này lại cho thầy ha. Rồi lúc nữa thầy sẽ hỏi một số cái vấn đề liên quan, hoặc là mình sẽ xây dựng luôn cái hàm phân phối xác suất của này luôn. Chúng ta có 5 phút để suy nghĩ và làm nháp ha, 5 phút. Rồi chúng ta làm được cái bài tập này chưa ạ? Giờ thì nếu mà chưa làm được thì thầy hỏi gọi tên ha. Chưa làm được hay là làm được cũng phải gọi tên thôi. Hồ Trúc Nhi có mặt không ạ? Dạ có.
Bây giờ em có thể mô tả không gian mẫu của phép thử này không? Không gian Dạ, mẫu phép thử không này gian gồm mẫu. có những cái kết quả nào? Dạ là có 8 kết quả. Em đọc kết quả cho thầy biết nè. Dạ, ngửa, 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 ngửa. Ba chữ N. Ngửa, ngửa, sắp. Sắp, ngửa, ngửa. Ngửa, sắp, ngửa. Ngửa, sắp, sắp. Sắp, sắp, ngửa. Sắp, ngửa, sắp. Sắp, sắp, sắp. Rồi. Rồi thầy cảm ơn. Đấy, thì bây giờ thầy gọi tên biến ngẫu nhiên x là biến ngẫu nhiên số lần mặt sắp xuất hiện. Thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên này bao nhiêu em? Phan Thị Thu Thảo rồi. Miền giá trị của biến ngẫu nhiên ở đây là bao nhiêu? Nhưng kết quả nào? Phan Thị Thu Thảo. Phan Thị Thu Thảo. Rồi bạn khác Đặng Bích Trâm. Đặng Bích Trâm có mặt không ạ? Rồi bạn Thu Thảo thì sao đây? Sao không trả lời đây? Thu Thảo Mít Thư phải không? Bích Trâm thì sao em? Cái trăm mít cũng hư à? Nguyễn Phước Hậu có mặt không ạ? Nguyễn Phước Hậu. Lê Kỳ Duyên. Lê Kỳ Duyên. Lê Kỳ Duyên thì sao thầy hỏi không trả lời vậy Duyên? Cái này học hành kiểu này nè. Bây giờ là lên Google Meet rồi, bây giờ là các em mở cái webcam lên cho thầy hết rồi, thầy coi coi đứa nào không mở thì ghi vắng nha. Mở webcam lên hết rồi. Gì đâu mà học mà thầy kêu thầy giảng xong rồi bây giờ hỏi bài tập mà không có ai đứa nào trả lời cho gì? Cũng còn được vài đứa. Rồi được rồi, tắt tắt webcam đi. Tắt webcam đi em. Tôi gọi liên tục ba bốn đứa, bốn đứa không có đứa nào trả lời hết, tôi sẽ nghĩ là các em không có theo dõi bài. Nguyễn Thị Cẩm Tiên có gì nói Dạ thầy ơi, em nghĩ là hả? thầy em nghĩ là miền giá trị của nó là không một hai ba bốn đó, không một hai ba, Không không mấy, không một hai ba. tức là ít là thực chất là em đếm cái số chữ S ở trong đây nè, Dạ đúng rồi, đếm số chữ S này là không nè, một nè, hai nè, ba nè, đó. Thì bây giờ đó là mà khi mà mình vẽ cái trục số ra nè, vẽ trục số ra, ở đây là số 0, đây là số 1,
2. Số 3 thì nó chia cái trục số là mấy khoảng này. Khoảng thứ nhất là từ 0, từ trừ vô cùng đến 0 là khoảng một khoảng. Rồi từ 0 đến 1. Thấy không? Thì 0 đến 1 ở đây mình phải dùng cái dấu ngoặc vuông, dùng dấu ngoặc vuông. Tại vì nó chỗ ở bên đây thì nó không chứa số 0, ở đây nó phải chứa số 0. À, rồi tới 1 đến 2. Và 2 đến 3. Và cuối cùng là 3 đến cộng vô cùng. Chia là 5 khoảng không? 1 2 3 4 5. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xây dựng coi cái hàm phân phối xác suất của mình như thế nào. Mình xây dựng hàm phân phối xác suất của mình nó sẽ có 5 giá trị khác nhau. 5 giá trị khác nhau. Thì đầu tiên là nếu nếu ít mà nó thuộc cái khoảng từ trừ vô cùng đến 0 thì mình giá trị của hàm fx này là bằng bao nhiêu? Ở chỗ này là bằng bao nhiêu? À, có 5 giá trị khác nhau. 5 dấu hỏi. Nếu x mà thuộc cái khoảng cái đoạn từ 0 đến 1. Rồi, có 5 dấu hỏi thầy sẽ gọi 5 bạn trả lời. Dấu hỏi thứ nhất, Phạm Tấn Tài. Em nghe nè. Rồi, em trả lời cho thầy cái dấu hỏi thứ nhất là mình điền số mấy vậy? Dạ thầy, là từ vô cùng trừ vô cùng đến xong là rỗng hết này. Rỗng là xác suất của Kiểu tập như rỗng là bao nhiêu? Xác suất của biến cố không là nhiêu dạ em? thầy là không, Hả? dạ thầy là không không Rồi, thì chỗ này mình điền số 0 cho nè. Chỗ này số 0 rồi. Đó. Rồi từ nếu x là từ 0 đến 1 thì mình điền giá trị gì đây? Ngô Minh Huy. dạ Nếu x từ 0 đến 1 thì điền cái gì đây? Nếu x thuộc cái khoảng 0 0 đúng 1 rồi. Cái này là dấu ngoặc tròn. dạ À, dấu hỏi thứ hai là điền số mấy vô? dạ từ 0 đến 1 0,5 Không đúng. dạ Chưa đúng, suy nghĩ lại. dạ Bây giờ thầy giả sử nè, thầy giả sử nè, x thuộc cái khoảng 0 1 thì mình có thể lấy cái giá trị x này, x nhỏ này bằng bao nhiêu được em? Giá trị x nhỏ này em cho là số nào được? Là mình lấy khoảng giữa 0 với 1 luôn thế này. Thì nó nằm ở trong cái đoạn này thì mình lấy số nào cũng được. Lấy x bằng 0 được không? Dạ được. Rồi lấy x bằng 0,2 được không? Dạ được. 0,2. Bây giờ thầy lấy x bằng 0,2 nè. Lấy x nhỏ Dạ. bằng 0,2 nè. 0,2 nè. Bây giờ mình xét cái biến cố là x lớn nó nhỏ hơn 0,2, nhỏ hơn bằng 0,2. Thì em nhìn lên cái miền giá trị của nó nè, miền giá trị của x nè. Gồm có 0, 1, 2, 3. Có giá trị nào mà nó nhỏ hơn 0,2 này không? Có không? Nhỏ hơn bằng 0,2 này có không? Có nè. Có không? Có 0. Không, tôi có mà không thì nó tương ứng với cái nào, tương ứng với biến cố nào? Không này nó tương ứng với biến cố nào ở trên đây? Không thì tương ứng với biến cố Là không có mặt sắp nào đúng không? Không có nghĩa là không không có có mặt sắp nào là biến cố nào? là hay là n n n Đúng rồi, vậy thì cái chỗ này nó chính là biến cố n n n. Dạ À, và xác suất của biến cố n n n này là bằng bao nhiêu? là bằng xác suất là một một phần tám Đúng rồi, chỗ này mình sẽ đề cái số 1 phần 8 vô nè. Em hiểu chưa? Tại sao 1 phần 8 là mình hiểu rồi đó. Đó, bây giờ mình sẽ giải quyết tiếp cái dấu chấm hỏi thứ ba này. Coi nó bằng bao nhiêu nha.
chú chấm hỏi này bằng bao nhiêu, bây giờ thầy sẽ hỏi một bạn khác. Rồi thầy cảm ơn em, bây giờ hỏi bạn khác nè. Nếu x thuộc cái khoảng nửa khoảng 1 2. X thuộc nửa khoảng 1 2. Hồ Trúc Nhi nói thầy nghe coi. Chỗ này thì số dạ, mấy em nghĩ là 3 phần 8. 3 phần 8. Tại sao 3 phần 8 nè? Bây giờ mình coi nghiên cứu rồi. Nếu x thuộc 1, 2, bây giờ thầy lấy x bằng 1,5 được không? Bây giờ lấy x nhỏ bằng 1,5. Dạ được. 1,5. Bây giờ mình lại xét tiếp tục biến cố x lớn bé bằng 1,5. Thì nó có những kết quả nào? Ngửa sắp, sắp. Nhỏ hơn 1,5 tức là x nhận giá trị mấy? Dạ 1. 1 với mấy? Dạ không. 1 0. 1 0. 1 0. Thì 0 thì nó tương ứng với biến cố nào em? Biến cố ngửa ngửa ngửa. Ngửa 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 nè, là 0 nè. Thấy không? Cái này là x lớn bằng 0 nè. Rồi x lớn bằng 1 là cái nào? Ngửa ngửa sắp. Ngửa ngửa sắp. Ngửa sắp ngửa. Ngửa sắp ngửa. Sắp ngửa ngửa. Sắp ngửa ngửa. Thế là tổng cộng có mấy biến cố đây? Dạ cái này là x bằng 1 nè. Vậy thì x nhỏ hơn bằng 1,5 này có nghĩa là nó là có 4 trường hợp. Thấy không? Dạ. Nó có hai trường hợp, x là x bằng 0, x bằng 1, mà x bằng 0 thì nó tương ứng với một biến cố trên đây. Còn x bằng 1 thì nó ba biến cố, vậy thì xác suất của nó phải bằng bao nhiêu? Dạ 4/8. À 4/8 chứ không phải 3/8 nha. Dạ. Rồi. Thì tôi ghi lộn mà tôi bị nhầm rồi, 4/8. Rồi, tương tự vậy thì cái dấu chấm hỏi thứ thứ tư này là bao nhiêu em? Dấu chấm hỏi thứ tư này là bao nhiêu? Rồi bạn nào trả lời? Rồi, bạn này tên gì thì Nguyễn Thị Thu Xuân. Dạ thưa thầy, là em nghĩ là 7/8. Em nghĩ gì em thấy chắc chắn luôn, nó đúng không? Dạ hay là dạ, em chắc em luôn chắc chưa? Chắc 7/8 có phải là câu hỏi câu trả lời cuối cùng của em không? Dạ em chốt đáp án 7/8. Rồi thầy cảm ơn, chính xác. Rồi rồi cuối cùng này là nhiêu em? Dạ thưa thầy là 1. Rồi thầy cảm ơn, đấy là hàm phân phối xác suất đó, thấy không? Thì cách xây dựng cái hàm phân phối xác suất như thế thì nó rất là phức tạp đó em, nó rất phức tạp. Cho nên là ở đây là mình để xây dựng hàm phân phối xác suất thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc đó thì mình có một cái khái niệm gọi là bảng phân phối xác suất. Thấy không? Thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc mà miền giá trị của nó hữu hạn hoặc là vô hạn đếm được. Thấy không? Giả sử như đây là miền giá trị của biến ngẫu nhiên x nè. Đây là biến ngẫu nhiên rời rạc nè, thấy không? Thì ở đây đó thì bây giờ đó là mình sẽ đặt cái BI bằng xác suất x bằng xy. Miễn nó nhận giá trị x bằng xy thì cái xác suất nó bằng bao nhiêu? Thấy không? Vậy thì ở đây là mình sẽ có một cái bảng gọi là bảng phân phối xác suất. Và thông thường đó, thì để dễ quản lý đó, thường đó là à, thầy lưu ý là cái xy này nó xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn nha. X1 nhỏ hơn x2. X1 nhỏ hơn x2. Nhỏ hơn x2 rồi nhỏ hơn chấm chấm chấm, nhỏ hơn xn ha. Xn. Thì mình sẽ xếp thứ tự nó từ từ nhỏ đến lớn như thế này. Mưa gì vậy? Đại biểu ơi. Thì mưa gì con coi ngâm đầu với anh cha đó, thì bây giờ mình xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn ha. Chung lưu ý là trong cái bảng phân phối xác suất bình thường đó là mình cũng xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn như thế này. Và cái BI này đó là xác suất x nhận với giá trị x nhận bằng xy đó em, xy ha. Thì cái này gọi là bảng phân phối xác suất. Thì bây giờ đó là trong cái bảng phân phối xác suất này đó thì em lưu ý là cái BI này nó lớn hơn bằng 0. Thấy không? BI này nó lớn hơn bằng 0 và tổng các cái BI này nó bằng 1. Tức là ở đây là do mình lấy cái miền giá trị nó vô hạn đếm được á. Còn nếu mà trường hợp mà miền giá trị nó hữu hạn. Thấy không? Thì tổng cái BI này nó tổng hữu hạn. Thấy không? Đấy. Thì
Và từ cái bảng này đó mình có thể xây dựng lại cái hàm phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất theo công thức này. Tức là F, giá trị của Fx nó sẽ bằng tổng tất cả cái BI, miễn sao cái XY nó bé hơn bằng X. Rồi là mình sẽ tính được cái xác suất để X nhận giá trị lớn A nhỏ hơn bằng B, bằng tổng cái XY. Thì em lưu ý như thế đây. Đó, bây giờ mình đảo lại cái ví dụ lúc nãy ha, đảo lại ví dụ lúc nãy. Cái ví dụ của mình là ví dụ này. Ví dụ này. Đảo lại ví dụ là gieo đồng xu cân đối đồng chắc 3 lần ha. Gieo đồng xu cân đối đồng chắc 3 lần. 3 lần. Thì lúc này cái lúc nãy mình biết là cái không gian phép thử rồi không? Không gian mẫu phép thử rồi Mỹ rồi, bây giờ mình gọi ít là số lần mặt sắp xuất hiện. Rồi, mặt sắp xuất hiện. Thì mình có là miền giá trị của x lúc nãy là mình là nó là 0 1 2 3 đúng không? 0 1 2 3. Đấy. Thì x bằng 0. X bằng 0 thì cái này có nghĩa là mặt mặt ngửa nó xuất hiện 3 lần. Còn x bằng 1. X bằng 1 có nghĩa là mặt ngửa nó xuất hiện 1 lần. Rồi x bằng 2 có nghĩa là mặt ngửa nó xuất hiện 2 lần. X bằng 2. Mặt ngửa xuất hiện 2 lần. Và cuối cùng là x bằng 3. X bằng 3 là mặt ngửa nó xuất hiện, mặt ngửa nó xuất hiện 3 lần. À, xin lỗi, mặt sắp xuất hiện 3 lần chứ. X bằng 2 là mặt sắp xuất hiện 2 lần ha. Là nó mặt sắp chứ không phải mặt ngửa. Số lần xuất hiện mặt sắp. Rồi vậy thì cái bảng phân phối xác suất của mình lúc này nó sẽ như thế này kia. Bảng phân phối xác suất thì mình ghi là đây là x nè, đây là xác suất x lớn bằng x nhỏ. Đấy, thì chỗ này là 0 1 2 3 thì xác suất x bằng 0 là gì, nó có một kết quả trên 8 kết quả thôi. Vậy thì xác suất x bằng 0 là 1 phần 8 nè. Chỗ này là xác suất x bằng 1 là nhiêu? 3 phần 8. X bằng 2 là nhiêu? Và x bằng 3 là nhiêu? Đấy. Vậy thì em thấy là các cái BI này là lớn hơn bằng 0 nè. Các BI này lớn bằng 0 nè. Rồi tổng tất cả BI này là cộng lên bằng 1 nè. 1 phần 8 bằng 3 phần 8 bằng 3 phần 8 bằng 1 phần 8. Tức là 8 phần 8 bằng 1. Bây giờ 8 phần 8 bằng 1. Okay. Và từ cái tính chất từ đây mình xây dựng cái hàm phân phối xác suất nè. Hình phân phối xác suất không? Đấy. Đấy, thì mình sẽ suy ra được cái hàm phân phối xác suất. À, như thế này kìa. Thì đầu tiên đó là mình sẽ lấy cái giá trị mà nhỏ hơn không. Từ từ nhỏ hơn không trở xuống, thấy không? Tức là nếu ít nhỏ hơn không. Ít nhỏ hơn không. X nhỏ hơn 0 thì mình thấy trên cái bảng này x nhỏ hơn 0 rồi từ từ cái số này mà đảo qua bên trái thì nó không có cái BI nào hết, cho nên là xác suất nó bằng 0. Không? Rồi tiếp theo là mình lấy cái x mà nó nằm trong khoảng 0 1 rồi. X nó nằm trong khoảng này. Không? Chỗ này đảo qua bên trái, đảo qua bên trái thì nó có 1 phần 8. 1 phần 8 nếu x lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn. Rồi tiếp tục là nếu mà mình lấy cái x nằm trong khoảng này, nằm khoảng này tức là cái này mình đảo qua bên trái, mình cũng dồn hết mấy này lại, thấy không? Thì đây là 1 phần 8 với 3 phần 8 là 4 phần 8. 4 phần 8 nếu x lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn 2. Và nếu mà x nằm trong khoảng này đảo qua bên trái thì mình sẽ cộng dồn ba cái mức này lại,
nó sẽ là 7 phần 8. 7 phần 8 nếu x lớn hơn bằng 2, nhỏ hơn 3, và cuối cùng là bằng 1. X nó nằm đây, nhộn dồn từ trái qua, từ điểm này đảo qua. À, thì nếu x lớn bằng 3 đấy, thì từ cái bảng phân phối này mình sẽ xây dựng được cái hàm phân phối nó dễ hơn, hiểu chưa? Đấy, cho đó là em phải nhớ cho thầy cái tính chất này, tính chất từ từ. Thứ ba, thứ tư ha. Đấy, bây giờ mình sẽ sang tiếp tục là cái khái niệm hàm hàm khối xác suất, hay còn gọi là hàm mật độ rồi là. Thì hàm khối xác suất thì nó ký hiệu là cái hàm hàm F, Fx này nè, Fx này nó sẽ bằng cái BI nếu x nó bằng xi. Thấy không? Bằng xi. Còn bằng 0 nếu x không thuộc xi. Chẳng hạn như lúc nãy là mình có cái mình có cái bảng phân phối như thế này. Bảng phân phối như thế này thì cái hàm khối mình sẽ định nghĩa ha. Hàm khối là mình ký hiệu là F thường nha, F thường. Fx nó sẽ bằng 1/8. Nếu nếu x bằng 0. Nếu x bằng 0. Thấy không? Đấy. Và nó bằng 3/8. 3/8. Nếu x là bằng 1. Rồi bằng 3/8. Nếu x là bằng 2 và bằng 1/8 nếu x bằng 3. Và bằng 0 nơi khác. Thì chỉ khi mà nó xuất hiện những cái giá trị đúng bằng cái miền giá trị của biến công viên x này, thấy không, thì cái hàm khối này đó là mới nhận giá trị dương, còn lại là nó sẽ nhận giá trị không hết, thấy không? Thì đây là cái định nghĩa về hàm khối xác suất, hay gọi là mật độ rời rạc. Thì chúng ta có cái ví dụ sao, đây là ví dụ về bảng phân phối xác suất khi mà mình gieo một cái đồng xu, xin lỗi, một con xúc xắc cân đối đồng chắc. Ví dụ tiếp theo là gieo đồng xu cân đối đồng chắc 3 lần á. Thì cái này ví dụ này phần thầy phân tích rồi, thấy không, thì các em có thể tham khảo thêm. Một ví dụ tiếp theo là về cái mô hình gọi là siêu hình học á, hay là siêu bội. Thì một hộp có 10 sản phẩm mà trong đó có 4 sản phẩm là A và 6 sản phẩm là B. Từ hộp đó mình lấy ngẫu nhiên ra, lấy ra ba sản phẩm và gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm A trong 3 sản phẩm lấy ra. Thì miền giá trị của x là bằng 0, 1, 2, 3. Đấy. Thì đây mình có là BI bằng xác suất x bằng y. X bằng y, y là 1, 0, 1, 2, 3 ha. Thì nó theo công thức này. Em nào giải thích được công thức này không? Một bạn giải thích cho thầy công thức này. Lê Trung Hiếu. Thầy có thầy ơi. Giải thích được công thức này không? Cả hệ là chọn y là một sản phẩm ngẫu nhiên trong từ một sản phẩm ngẫu nhiên từ 4 sản phẩm loại A. Chọn mấy sản phẩm? Dạ hệ là một. Chọn một. Y còn 0, 1, 2, 3. Ủa dạ hệ là 3 sản phẩm này. Bây giờ cái này x bằng y. Mình đang tính xác suất x bằng y có nghĩa là sao? X bằng y có nghĩa là sao? Em hiểu cái x bằng y này có nghĩa là gì? X bằng y có nghĩa là 3 sản phẩm lấy ra có mấy sản phẩm loại A? Dạ hệ là có y sản phẩm loại A. Đúng rồi, y sản phẩm loại A này em lấy trong số mấy sản phẩm loại A? Dạ hệ là 4 sản phẩm loại A. Vậy thì y sản phẩm loại A lấy trong 4 sản phẩm loại A thì em sẽ có số cách lấy là gì? Số tổ hợp chập y của 4, đúng chưa? Số tổ hợp chập y của y 4 nè. Và còn lại thì do em lấy ra 3 sản phẩm cho nên là nó còn lại mà y sản phẩm loại A rồi, vậy thì còn lại là 3 trừ y sản phẩm không phải loại A đó. Tức là 3 trừ y này là loại B. Đúng chưa? Vậy thì lấy 3 trừ y sản phẩm loại B này có mấy cách lấy?
Dạ thầy là có C3 trừ y của gì? thì ba chị của sáu. À, tại vì đây mình có 6 sản phẩm là B đúng chưa? Đấy. Rồi cái không gian mẫu của phép thử này là bao nhiêu? Dạ thầy là C3 của 10. Rồi thầy cảm ơn. Rồi đó. Thì bây giờ mình có cái BI là như thế, bây giờ là mình sẽ lập được cái bảng phân phối xác suất như thế này. Đấy, bây giờ mình bấm mình kiểm tra lại ha, bấm máy tính kiểm tra lại nè. Thì đối với chỗ này đó là em nhập nguyên cái công thức này vô cho thầy. Nhập nguyên công thức này vô là cái gì? 4 C 4CX rồi nhân cho 6 C mở ngoặc 3 trừ X rồi chia cho 10 C3, hiểu chưa? Đấy. Và giờ mình mới dùng cái lệnh call nè. Y của mình nó chạy từ 0 đến 3 đúng không? Call 3 giá trị y là y bằng 0. Y bằng 0 giá trị nó 1 phần 6 nè. Rồi call tiếp nè, y bằng 1. Giá trị nó 1 phần 2 nè. Rồi call tiếp nè. 3 phần 10. Rồi thế giá trị vô tiếp nè. 3 là 1 phần 30. Vậy thì mình được cái bảng phân phối như thế này. À, đấy. Thế bây giờ thầy sửa cái bảng này lại. Sửa này lại. Thấy không? Lấy cái hình này. Sửa cái đề là như thế này. Bây giờ thầy sửa ra cái 10 sản phẩm này là thành 12 sản phẩm. 12 sản phẩm mà nó có 4 sản phẩm là A và 8 sản phẩm là B. À, thì em lập được cái bảng phân phối xác suất không? À, bây giờ thì phải sửa đề lại đây, sửa đề đây. Bây giờ thầy hỏi lại là cái này nó sẽ thay đổi như thế nào. À, bây giờ ở đây thầy sửa cái số 10 này, thầy bỏ số 10 này về thay bằng số 12, và số sản phẩm là A thì không thay đổi mà chỉ thay đổi thành sản phẩm là B thôi. Chỗ này thay bằng số 8. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi chỗ nào ở mấy công thức dưới đây? À, một bạn nói cho thầy biết coi. À, bạn này tên gì? À, Phạm Tấn Tài. Thay đổi số nào em? Dạ thầy là thay đổi cái omega ở dưới C3 của 10 thành C3 của 12 và cái chỗ C3 của 10, chỗ này thay bằng 12 đúng không? Dạ. Cái gì nữa? dạ thầy là còn cái chỗ số c C3 trừ y của 6 thành là C3 trừ y của 8. Rồi thầy cảm ơn. Rồi, à. Rồi. Còn kết quả mình sẽ thay đổi như thế nào đây, một bạn khác đi. Kết quả ha. Phạm Vũ Hào. Kết quả chỗ này thì mình sẽ thay bằng số mấy? Hả? Đây anh nghe đi. Ừ. Bạn thay đổi gì đúng chưa? Bây giờ thầy sửa cái đề chỗ này thành số số 10 là số 12, chỗ chỗ 6 là thành số 8. Như là bạn sửa cái công thức này đúng chưa? Sửa công thức này đúng chưa? Đấy, em Hào. Dạ, đúng. À, bây giờ nếu mà đúng thì em sửa cho thầy cái số 16 này coi bằng nhiêu. Bấm máy được chưa? Em bấm cái. Biết bấm không? Ra kết quả cho em. Ờ, Vũ Hào chậm quá, mà khác đi. Thu Xuân
1 phần 6 này sửa là thành số mấy em? Dạ thầy là 14 phần 55. 14 phần 55. Rồi một bạn khác coi cho biết được kết quả đúng không? Trúc dạ, Quỳnh. Đúng rồi không? Dạ thầy là dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái chỗ 1 phần 2 này sửa thành số mấy vậy? Trúc Quỳnh. Dạ thầy là 28 phần 55. 28 phần 55. Rồi, Vũ Hào tính lời chưa? Đúng chưa? Linh Nhi. Linh Nhi nói thầy biết coi kết quả là sao Nhi? Đúng rồi thầy ơi. À, chỗ này là 28 phần 55 là đúng rồi phải không? Dạ. Rồi chỗ 3 phần 10 này biết là kết quả gì? 1 phần 55. 1 phần 55 hả? Rồi mấy bạn khác sao? 1 phần 55 đúng chưa em? Dạ 12 phần 55. 12 phần 55 hả? Thì sao có hai đứa dạ. Kết quả khác nhau đó thì coi như có đứa đuôi đúng đứa sai, có thể hai đứa cùng sai. À, Sương Mai. Đây thì Sương Mai đó thì nghe coi kết quả chỗ này là bao nhiêu em? Dạ 12 phần 55. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ tới ít bằng 3 sắp xếp nó bao nhiêu? Hoàng Uyên. Dạ hay là 1 phần 55. 1 phần 55 là cuối cùng phải không? Dạ. Rồi. Tốt. Thì vậy thì mình sẽ thay đổi khi mà em gặp một cái ví dụ em thay đổi tính toán lại ha. Với điều kiện em phải hiểu bài mới là làm được. Thì mức độ vận dụng thấp của mình là gì đó. Còn bây giờ nó cao hơn chút là người ta cho một cái đề hoàn toàn mới mình làm được. Thì mới chắc ăn, phải không? Đấy. Rồi thầy cảm ơn các em ha. Bây giờ mình sẽ sang tiếp theo là hàm mật độ xác suất. Thì bây giờ nếu mà mình có một cái biến ngẫu nhiên á, biến ngẫu nhiên lúc nãy mình chia làm hai loại, đó là biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc, đúng không? Rồi đối với biến ngẫu nhiên liên tục á, thì miền giá trị của nó là cái tập liên tục. Đó. Rồi về cái hàm phân phối xác suất á, thì mình lúc nãy mình định nghĩa hàm phân phối xác suất á, thì có trường hợp là cái hàm phân phối của nó là nó chỉ liên tục trái, liên tục trái, đúng không? Bây giờ nếu mà hàm nó liên tục luôn đó, hàm liên tục đó, thì mình nói là đây là biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất liên tục nè. Thì về cái phía phân phối của nó là mình sẽ chia ra là biến ngẫu nhiên có phân phối rời rạc và biến ngẫu nhiên có phân phối liên tục. Nhưng mà trong trường hợp mà biến ngẫu nhiên này nó có cái hàm phân phối là có đạo hàm luôn đó, thì mình gọi nó là liên tục tuyệt đối, thấy không? Và đối với biến ngẫu nhiên liên tục tuyệt đối thì mình sẽ gọi tắt là biến ngẫu nhiên liên tục luôn, và nó trùng với cái khái niệm biến ngẫu nhiên liên tục kia, biến ngẫu nhiên liên tục. Thì đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì người ta lấy cái đạo hàm của hàm phân phối thì người ta gọi là hàm mật độ xác suất, nó là đạo hàm của hàm phân phối xác suất. Thì cái hàm mật độ xác suất này nó có những cái tính chất như sau. Thứ nhất là nó là không âm, không âm. Và thứ hai là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của cái hàm này bằng 1 luôn. Đấy. Thì cái tính chất này nó thể hiện như thế này nha. Khi mà em vẽ cái đồ thị của hàm mật độ xác suất, vẽ cái đồ thị của hàm mật độ xác suất trên toàn trục số như thế này. Đấy. Thì nó sẽ tạo với cái trục vành một cái miền có diện tích là bằng 1. Đây là hàm Fx nha. Fx. Thì cái chỗ này đó là nguyên cái phần gạch gạch này có diện tích của nó là bằng 1. Đây, nó chính là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của F nhỏ x thì x. Và từ cái hàm mật độ này mình có thể xây dựng lại được cái hàm phân phối nhờ cái công thức tích phân mà nó có cận cận trên, có biến ở cận trên đó. Tích phân mà nó có biến ở cận trên là biến x, thì ở đây nó sẽ ra được là cái hàm phân phối xác suất. Và thứ tư nữa là nếu mà x mà nhận giá trị bằng một cái giá trị cụ thể lúc nào cũng bằng không hết, thấy không? Thì cái điều này dễ hiểu thôi. Ví dụ như em xét về cái thời gian đến trường của một bạn, thì mình biết là thời gian đến trường của bạn từ 0 đến 30 phút.
từ 0 đến 30 phút như thế này. Bây giờ em kêu là tính xác suất là bạn đến trường đúng 25 phút, đúng chỗ 25 phút 0000 giây này kia, không? Thì cái xác suất mà để ít nhận giá trị 20 bằng 25 này đó là nó bằng 0. Tại sao? Tại vì nó có một cái điểm mẫu ở đây, nó có một điểm mà. Trong khi ở trong đây nó vô số điểm đúng không? Em tưởng tượng vô số điểm thì không gian mẫu nữa là sao? Là vô cùng đúng không? Mà một số một chia vô cùng là bằng 0. Mình hiểu đại khái thế. Giải thích nôm na thế. Nhưng mà cái tính chất của nó là gì? Nếu mà nó là biến ngẫu nhiên liên tục thì xác suất ít nhận giá trị tại một điểm lúc nào cũng bằng 0. Đúng không? Và đồng thời là cái gì? Đồng thời là nếu như ít là biến ngẫu nhiên liên tục thì xác suất ít lớn hơn a nhỏ hơn b, nó bằng xác suất ít lớn a nhỏ bằng b bằng xác suất ít lớn bằng a nhỏ hơn b bằng xác suất ít lớn hơn a nhỏ hơn bằng b, là bằng tích phân từ a đến b của f nhỏ ít đi ít và bằng fb trừ fa. À, giống như cái công thức tích phân xác định của chương trình 12. À, đây. Nếu công thức Newton Leibniz mình học ở chương trình tích phân xác định ở chương trình 12 đó. Đây là tính chất của hàm mặc độ xác suất ha. Rồi, đây là ví dụ. Bây giờ một chiếc xe buýt mà nó xuất hiện tại bến đợi cứ 15 phút là một chuyến. Thấy không? Một hành khách đó bến vào khoảng một cái thời điểm ngẫu nhiên gọi ít là biến ngẫu nhiên chờ xe của hành khách đó, thì ít nó sẽ có hàm mặc độ như thế này. Khi đó xác suất mà để khách nó chờ từ 5 đến 10 phút là như thế này. Mình lấy tích phân của hàm fx dx trên cái khoảng từ 5 đến 10 này, 5 đến 10 này, tính xác suất ra bằng 1/3. Các em có thể kiểm tra là được tích phân này. Rồi các em xem cái ví dụ này này. Vậy thì ở đây là cái hình minh họa cho các em là cái hàm mặc độ xác suất là cái đường màu đỏ đó em, thấy không? Đường màu đỏ. Và cái vùng gạch gạch đó nó chính là cái xác suất để ít nhận giá trị từ A đến B. Cái chỗ này là chữ A nè. Chữ A nè, B nè. Thì còn cái nguyên cái trục này là miền giá trị của biến ngẫu nhiên ha. Biến ngẫu nhiên ít. Ít nhận giá trị từ điểm A đến điểm B. Nó chính là cái phần diện tích này. Còn nguyên cái miền mà vừa phần cái phần gạch gạch và cái phần không gạch gạch ấy giới hạn bởi cái đường màu đỏ với cái trục hoành màu đen đó, thì nguyên cái miền này nó có diện tích bằng 1. Như vậy thì diện tích của cái miền gạch gạch này nó chính là tích phân từ A đến B. A đến B của FX DX đúng không? Tức là cái diện tích của phần gạch gạch này. Thì hiện là xác suất ít nó nhận giá trị lớn a nhỏ bằng b. À. Còn cái chỗ này là minh họa cho cái tính chất từ cái hàm phân phối mà từ cái hàm mặc độ mà xây dựng là cái hàm phân phối nha. Đây. Đây tính chất này nè. Tính chất số 3 này. Thấy không? Thì chỗ này là FA đúng không? FA là tích phân từ trừ vô cùng đến A của FX đi X. À, là cái phần gạch gạch này. Tức là giá trị hàm số tại điểm A. À, giá trị hàm phân phối tại điểm A. À, là nó từ cái A, diện tích cái phần từ A này đảo về sao. Thì hiển nhiên là nguyên cái miền này, cả phần không gạch này, cả phần có gạch với phần không gạch này là cộng lại là bằng 1. Lưu ý vậy thôi. Thì cái phần thứ hai này thì nói về cái hàm
phân phối, hàm phân phối, hàm khối xác suất và hàm mật độ xác suất. Đồng thời là mình có nói về cái bảng phân phối xác suất đối với biến cố nhiên rời rạc, thấy không? Đấy, thì các em nên xem lại kỹ như này. Bây giờ chúng ta sẽ giải lao khoảng 5 phút rồi chúng ta học tiếp nha. Giải lao 5 phút.
Rồi chúng ta vào học tiếp nha các em. À, lúc nãy thầy nói về định nghĩa biến ngẫu nhiên rồi hàm phân phối rồi bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên cũng như hàm mật độ. À, đối với biến ngẫu nhiên liên tục. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái kỳ vọng. À, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên. Thì thứ nhất là mình xét về biến ngẫu nhiên rời rạc mà miền giá trị nó hữu hạn như thế này. Thì đối với biến ngẫu nhiên này á, thì mình sẽ có cái bảng phân phối xác suất như thế này. X1 thì có xác suất bằng B1, X2 xác suất bằng B2. X bằng XN thì cái xác suất bằng BN. Thì cái số kỳ vọng của X á, là nó sẽ được tính bằng công thức như thế này. Tính bằng công thức là bằng X1 nhân B1 cộng X2 nhân B2 cộng với dân XN BN. Thì nó gọi là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X. Và kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X thì nó còn ký hiệu là MX hoặc là MX hoặc là MI. Nếu mà mình chỉ xét riêng một biến ngẫu nhiên X thôi thì mình khỏi cần ghi cái chữ X ra làm gì, mình chỉ ghi MI thôi. Chữ này mình đọc theo tiếng Việt của mình đó là mi. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x đó chính là giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên x nó nhận được. Ví dụ như em đo chiều cao của một người từ 18 đến 25 tuổi thì cái chiều cao của người đó là biến ngẫu nhiên x. Vậy thì khi mà em đo nhiều lần em lấy cái trung bình đó, thì cái đó chính là cái kỳ vọng. Thì thầy lấy ví dụ đại khái thế thôi chứ thực tế là thì cái đó nó mới chỉ là cái trung bình mẫu thôi. Bởi vì nữa khi mà mình học cái phần lý thuyết mẫu thì nó rõ hơn. Cái trường hợp thứ hai là nếu x là biến ngẫu nhiên có miền giá trị vô hạn đếm được thì cái kỳ vọng của nó sẽ tính bằng công thức này. Tính bằng công thức này. Nhưng mà cái này là nó phải có điều kiện nha. Điều kiện là cái này cái kỳ vọng của nó định bằng định nghĩa bằng cái chuỗi, cái này gọi là cái chuỗi nha, cái chuỗi số. Chuỗi số khi mình học toán nó nói rồi, chuỗi số. Thì cái chuỗi số này nó phải là hội tụ thì cái biến ngẫu nhiên này mới được coi là có kỳ vọng, và kỳ vọng nó tính bằng công thức này luôn. Thấy không? Đấy. Cái chuỗi này là nếu mà nó tồn tại á, nếu mà nó tồn tại. Nếu tồn tại hữu hạn. Hữu hạn. Thì ít có kỳ vọng. À, ít có kỳ vọng và kỳ vọng nó mới định nghĩa bằng công thức này. Được chưa? Đấy. Còn trường hợp mà nếu mà nó là biến ngẫu nhiên liên tục mà nó có hàm mật độ như thế này thì cái kỳ vọng nó định nghĩa như thế này. Không? À, nếu nó tồn tại. Cái này là tích phân suy rộng em, phân suy rộng nếu nó tồn tại hữu hạn, tồn tại hữu hạn. À, nếu nó tồn tại hữu hạn thì cái chỗ này mình mới gọi nó là kỳ vọng. Thì em lưu ý nè, ở trên định nghĩa này mình lấy xi nhân bi ha, còn chỗ này mình lấy x nhân cho fx. Đấy, lấy tích phân ở trên là ở dưới lấy tích phân trên là lấy cái chuỗi tổng vô hạn đó, mình gọi là cái chuỗi. Mặc dù định nghĩa kỳ vọng là theo cái cách thức gì cũng được, nhưng mà nó sẽ có các cái tính chất như sau. Nếu C là một cái hằng số, nếu y là nếu nếu biến ngẫu nhiên x là hằng số C thì kỳ vọng của x bằng C. À. Và nếu x là biến ngẫu nhiên và AB là hằng số thì mình sẽ có công thức là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên AX cộng B. Thấy không? Thì bằng kỳ vọng của A nhân kỳ vọng của X và cộng cho B. À, tính chất thứ ba là kỳ vọng của tổng lúc nào cũng bằng tổng kỳ vọng. Thấy không? Em nhớ cho thầy là kỳ vọng của tổng lúc nào cũng bằng tổng kỳ vọng. À, tính chất thứ tư là nếu như X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì kỳ vọng của tích bằng tích các kỳ vọng. Thì x y là hai biến ngẫu nhiên độc lập, có nghĩa là x mà nó nhận giá trị của nó và y nó nhận giá trị của y
hai biến cố này là hai biến cố độc lập, hai biến cố độc lập. Với mọi ít y là thuộc miền giá trị của ít, thuộc miền giá trị của ít, ít là thuộc miền giá trị của ít và y là thuộc miền giá trị của y ha. Đấy. Thì nếu mà hai biến ngẫu nhiên này độc lập thì khi đó thì mình nói ít y là hai biến ngẫu nhiên độc lập. Và nếu 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 mà mình có một cái hàm liên tục và một biến ngẫu nhiên thì mình lấy cái hàm này mình tác động vô ít nó cũng là biến ngẫu nhiên, và cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này nó sẽ định nghĩa theo công thức như thế này. Công thức này nếu như là cái miền giá trị của ít là hữu hạn thì kỳ vọng của phi ít này nó thì nó bằng e phi 1 nhân b1 rồi phi ít 2 nhân b2. Chỗ này ít 2. Chỗ này là ít 2 nha. Để thầy sửa cái này lại. Chỗ này là x2 nè, phi của x2 nhân cho b2 và phi xn nhân bn ha. Thì đây là cái trường hợp cho là biến biến rời rạc miền giá trị hữu hạn. Còn biến rời rạc miền giá trị vô hạn đếm được thì nó tính thông qua cái chuỗi này. Còn nếu mà biến liên tục thì nó tính như thế này. Bây giờ mình có ví dụ không? Rồi ít là biến là số chấm xuất hiện khi gieo một con xúc xắc cân đối đồng chắc. Thì ít nó có bảng phân phối xác suất như thế này. Bây giờ yêu cầu tính kỳ vọng của ít không? Kỳ vọng của ít nè là mình sẽ lấy giá trị của ít nhân cho xác suất tương ứng. Giá trị của ít là bằng 1 nè. Thấy chưa? Nhân cho xác suất tương ứng là bằng 1 phần 6 nè. Rồi, giá trị của ít lúc này bằng 2. Nhân cho xác suất tương ứng cũng bằng 1 phần 6. Bằng 3 nhân 1 phần 6, 4 nhân 1 phần 6, 5 nhân 1 phần 6. Rồi 6 nhân 1 phần 6, tất cả mình cộng lại mình được cái số này. Như vậy thì khi mà em gieo con xúc xắc nhiều lần, thấy không? Đại khái mình hiểu là ví dụ như mình gieo cả 100.000 lần đi. À, thì trung bình mỗi lần gieo thì mình sẽ được 3,5 chấm. Thấy không? 3,5 chấm, tức là nó cái số chấm nó lớn hơn 3. À, nhỏ hơn 4, trung bình đấy là. Giờ mình xét cái ví dụ tiếp theo. Là ví dụ lúc nãy mình lấy sản phẩm đó. Thấy không? Thì bây giờ cái bảng phân phối xác suất của mình là như thế này. Bây giờ mình muốn tính kỳ vọng của nó. Tính kỳ vọng của nó là mình sẽ lấy 0 nè nhân cho 1 phần 6 đúng không? 1 cho 1 phần 2 rồi 2 nhân 3 phần 10 rồi 3 nhân 3 phần 30 thì nó được 1,2. Như vậy thì mình có thể kết luận là nếu như em lấy 3 sản phẩm trong cái hộp như thế này. Tức là cái hộp có 10 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm loại A và 6 sản phẩm loại B. Nếu như em lấy 3 sản phẩm từ cái hộp như thế này thì nếu như em lấy nhiều lần thì trung bình mỗi lần lấy thì em được 1,2 sản phẩm loại A. À, thì đây là cái ý nghĩa của cái kỳ vọng. À, tiếp theo là mình nói về biến ngẫu nhiên liên tục á. Cái một xe buýt nó xuất hiện tại bến đợi 15 phút một chuyến. Đúng không? Tức là có nghĩa là cứ 15 phút này nó có sẽ có một cái chuyến xe buýt. Thấy không? Bây giờ gọi ít là thời gian chờ xe buýt của hành khách đó. Ví dụ như anh ta đến ngay cái lúc mà xe buýt vừa dừng ở trạm thì anh ta may mắn là được lên xe liền và thời gian chờ của anh nó là bằng không. Thấy không? Còn nếu như anh ta đến mà cuối gần cuối cuối cái thời điểm xe buýt gần gần đến đó. À, vừa vừa đi đó anh ta, ví dụ như anh ta vừa đến là xe buýt vừa đi luôn, vậy thì anh ta phải chờ 15 phút sau mới có chuyến xe mới, thấy không? Vậy thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này đó là nó từ từ không đến từ từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng, nhưng mà chỉ có những cái trong cái khoảng 0 đến 15 thì nó mới có mình mới có nhiều khả năng xảy ra thôi. Chẳng hạn như chỗ này từ 0 đến 15 thì cái giá trị hàm mật độ nó là bằng 1 phần 15 ha. Thì cái này mình có thể chứng minh được. Đấy. Bây giờ mình cái này người ta cho hàm mật độ rồi, nếu người ta không cho thì mình phải tìm lại thôi.
nhưng mà đây là biến ngẫu nhiên liên tục, phải không? Có hàm mật độ thế này. Bây giờ mình tính thời gian chờ trung bình của khách, thời gian chờ trung bình của khách, tức là mình có công thức x nhân f x, không? Nhưng mà tích phân của mình từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng nè. Đó. Mình thấy là từ trừ vô cùng đến mo đến không thì hàng f nó bằng không à. Thế vô thì tích phân cũng bằng không, khỏi cần tính, thấy không? Vậy thì từ từ 15 đến cộng vô cùng thì nó cũng bằng không luôn. Thế vô bằng không cũng tích. Vậy thì chỉ còn từ 0 đến 15. Tích phân từ 0 đến 15. Thấy không? À, của cái thằng fx lúc này nó là 1 phần 15 nè em. Rồi nhân thêm x nữa là x chia 15. Thấy không? X chia 15. Thì cái nguyên hàm của cái này nó là x mũ 2 chia 30, đúng không? Rồi thế cận vô. Thì 15 bình phương chia 35. À, đáp án 15 bình phương chia 35 à 30. Thì là còn 7,5 đúng không? Bây giờ một cái ví dụ trong cái ngành bảo hiểm như thế này em. Bây giờ một công ty bảo hiểm bán thẻ bảo hiểm với giá 100.000 đồng một người năm. Người tham gia bảo hiểm sẽ gặp rủi ro. Nếu người tham gia gặp bảo hiểm mà gặp rủi ro trong cái năm đó thì nhận được tiền bồi thường là 1 triệu đồng. Thì theo thống kê biết rằng cái tỷ lệ người tham gia bảo hiểm mà bị rủi ro trong năm đó là 0,05. Hãy tính tiền lãi trung bình khi bán mỗi thẻ bảo hiểm, biết rằng bán nếu bán bảo hiểm được cho 10.000 khách hàng thì số tiền lãi trung bình là bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ lập một cái bảng phân phối xác suất như thế này. Mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số tiền mà công ty bảo hiểm có được khi bán bảo hiểm cho một người, đúng không? Cho một người thì cái số tiền đó nó có khả năng là được 100.000 hoặc là nó bị lỗ 900. Lỗ 900 là trong trường hợp nào em? Đấy. Tức là em bán có 100.000 mà bây giờ em bồi thường bảo hiểm hơn 1 triệu à. Vậy thì lỗ 900 đúng không? Lỗ 900 nè. Cái này lỗ nè. Cái này là lời nè. Lời nè. Bây giờ mình sẽ ghi tím tiền lời trung bình, tiền lãi trung bình khi bán mỗi thẻ bảo hiểm ha. Đấy. Thì bây giờ mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số tiền mà công ty bảo hiểm nó bán được cho một người thì nó sẽ ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất là công ty bảo hiểm nó được hưởng chọn 100.000 đồng của khách hàng này. Khả năng thứ hai là khách hàng này trong cái năm mua bảo hiểm đó gặp sự cố, gặp rủi ro thì họ công ty bảo hiểm phải bồi thường 1 triệu đồng. Như vậy thì lúc đầu họ thu vô 100.000 đồng rồi. Bây giờ họ bồi thường lên 1 triệu có nghĩa là họ lỗ 900. Mà lỗ 900 thì mình biểu diễn bằng dấu trừ ha. Đó. Như vậy thì cái bảng phân phối xác suất của x như thế này em. Bây giờ mình đi tính cái kỳ vọng của x. Tính kỳ vọng của x. Tiền lời trung bình nó chính là kỳ vọng của x. Thấy không? Thì kỳ vọng của x là bằng trừ 900 nè. Nhân 0,05. Và cộng cho 100 nhân cho 0,95 thì bằng 50.000. Rồi số này số dương. Và số dương cho thấy là cứ trung bình bán mỗi thẻ bảo hiểm thì công ty nó sẽ lời được bao nhiêu? 50.000 đồng. Nhưng mà ở đây nó đâu phải bán cho một người, nó bán cho 10.000 người. Như vậy thì công ty bảo hiểm nó lời được 500 triệu đồng khi bán bảo hiểm cho 10 người. Đấy. Cho nên là anh thấy là đối với những cái công ty bảo hiểm thì lúc nào nó cũng ăn nên làm ra đấy. Thấy không? Nó nghĩ ra nhiều cái sản phẩm và thu hút khách hàng. Rồi sau đó nó bán. Bán hàng nó bán bảo hiểm nó kiểu theo kiểu đại lý cấp phân phối cấp trên phân phối cấp dưới gì đó, thấy không? Đa cấp đó thì nó sẽ bán được nhiều bảo hiểm hơn và nó được có nhiều tiền lời thì số tiền đó nó phân cho cái cộng tác viên là bao nhiêu phần trăm đó, thấy không? Đấy. Cho nên là nhiều đứa ra trường mà chưa có việc làm theo đúng cái chuyên ngành của mình có thể tham gia đi bán bảo hiểm cũng được. Thì qua ví dụ này các em có trao đổi thắc mắc gì không ạ? Thầy hỏi nha, ngừng lại một chút cho hỏi. Có ai hỏi gì không?
Rồi nếu không ai hỏi thì mình sẽ đi vào cái bài học tiếp theo. Đó là định nghĩa về phương sai. Bây giờ mình cho biến ngẫu nhiên x nó có kỳ vọng là mình ký hiệu là chữ mi không? Thì phương sai của x nó sẽ tính bằng công thức là kỳ vọng của x trừ mi bình phương. X trừ mi bình phương. Đúng không? Thì từ cái định nghĩa này em thấy khi mà em có gặp cái chữ e đó, e là kỳ vọng, mà kỳ vọng thì nó là số trung bình hay số bình quân. Đúng không? Vậy thì là cái phương sai là cái gì? Là bình phương này em. Thấy không? Sai là độ sai lệch. Thấy không? Bây giờ mình muốn đo cái độ sai lệch của x so với cái giá trị trung bình của nó. Thấy không? Nhưng mà mình muốn tính cái bình quân cái độ sai lệch. Nhưng mà bình quân không được, bình quân độ sai lệch thì lúc nào cũng bằng không. Thấy không? Cho nên là muốn tính cái này đó thì em phải tính bình quân của bình phương độ sai lệch. Thấy không? Độ sai lệch có nghĩa là gì? Độ sai lệch của x so với giá trị trung bình của nó đó. Độ sai lệch của x so với giá trị trung bình của nó đó là mình gọi là lấy x trừ cho mi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình bình phương này lên, bình phương này lên, sau đó mình lấy kỳ vọng. Thì cái này gọi là bình quân của bình phương độ sai lệch. Hay gọi là phương sai. Thấy không? Và phương sai của x á thì nó ký hiệu là nhiều nhiều cái chữ lắm, chữ va x nè. Variable đó. Rồi sigma bình phương x đi đâu sigma bình phương x hay sigma bình phương thì từ tính chất kỳ vọng đó, thì mình sẽ khai triển cái thằng này ra nè em, mình sẽ khai triển này ra, khai triển hạng thức không, thì nó sẽ là kỳ vọng của gì, x bình phương là trừ 2 lần mi nhân x cộng cho mi bình phương đúng không? Khai triển hạng thức ra lấy kỳ vọng thì tính chất của kỳ vọng của tổng của hiệu thì bằng tổng hiệu kỳ vọng, thì này mình sẽ ra được là kỳ vọng của gì đây, của x bình phương. Rồi, chỗ này là 2 mi là hằng số mình đem ra ngoài vậy thì nó còn lại là kỳ vọng của x, mà kỳ vọng của x là bằng mi nữa thì này là trừ 2 mi bình phương rồi cộng mi bình phương lại thì cuối cùng mình lấy cái thằng này trừ này thì nó còn lại cái này. Đấy, thì cái công thức này là khi mà mình tính phương sai đó, thì cái công thức này tính dễ hơn. À, công thức này dễ tính dễ hơn. Đấy, cho nên là thường đó là cái tính phương sai mình sẽ tính theo công thức, theo tính chất này chứ không tính theo định nghĩa. Đó, tức là mình muốn tính phương sai thì mình lấy là kỳ vọng của bình phương, mình lấy kỳ vọng của bình phương thì mình trừ cho bình phương kỳ vọng thì nó ra được cái phương sai. Thì ta có thể hiểu nôm na là bình quân của cái bình phương độ lệch của x so với giá trị kỳ vọng của nó. Thì cái phương sai nó đánh giá cái độ phân tán của giá trị x so với giá trị kỳ vọng. Thấy không? Phương sai càng lớn thì cái độ phân tán nó càng lớn. Thấy không? Thì trong đầu tư tài chính thì cái phương sai càng lớn nó thể hiện cho cái rủi ro nó càng lớn. Còn trong sản xuất thì phương sai của cái tuổi thọ của bóng đèn nó càng lớn nó thể hiện cho cái chất lượng của bóng đèn càng không đồng đều. Thấy không? Đấy. Thì còn kỳ vọng thì nó thể hiện cho cái gì? Cái tuổi thọ trung bình của bóng đèn. Thấy không? Còn phương sai thì nó thể hiện cho cái chất lượng của bóng đèn có đồng đều hay không. Thì chỗ này mình sẽ nghiên cứu thêm cái ví dụ về phương sai các em. Thì đây là cái biến ngẫu nhiên thì có cái bảng phân phối xác suất là thầy cho sẵn. Bây giờ là em tính cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này giùm thầy. Thấy không? Rồi sau đó mình sẽ tính phương sai ha. Kỳ vọng nó nhớ thức không? Bây giờ thầy dạy qua sơ qua vậy thì chúng ta nhớ không? Bây giờ bạn Phạm Tấn Tài đúng không ạ? Phạm Tấn Tài. Phạm Tấn Tài nói cho thầy biết coi cái kỳ vọng nó tính sao đây. Dạ thầy, là kỳ vọng thì mình lấy ít nhân cho cái mây Rồi, rồi cộng lại đúng tổng không? tổng Rồi. dạ Rồi giờ em tính thử coi cái này là bao nhiêu nè. Rồi bấm máy gì này coi rồi đọc kết quả này. Dạ thầy là 1.1. 1.1. Kỳ vọng là 1.1 phải không? Rồi. Bây giờ coi có đúng như thế không em? Vậy tính là 1.1. Bây giờ thầy tính lại nè. Thầy và các em cùng tính lại ha. Ở đây mình là 0 nhân 0,2 là 0 rồi đúng không?
Vậy thì còn 1 nhân 0,3 là 0,3 nè. 0,3. Rồi 2 nhân 0,3 là 0,6. Phải không em? 2 nhân 0,3 là 0,6. Rồi 3 nhân 0,2. 3 nhân 0,2 là như thì cũng ra kết quả cuối cùng là 1.5 mới đúng đó thầy ơi. 0,6 à, 1.5 mới đúng em ơi, là 3 3 phần 2 là 1,5. À, em Dạ tính dạ tính sai nhầm kìa. à, chỗ này như vậy của mình là 1,5. Thôi giờ mình coi là giải là kỳ vọng của mình là 1,5 nữa em. Rồi còn phương sai thì mình sẽ tính theo công thức này. Em lấy là kỳ vọng của bình phương đi trừ đi cho bình phương của kỳ vọng. Thấy chưa? Kỳ vọng của bình phương trừ đi bình phương kỳ vọng. Mà kỳ vọng của bình phương thì mình tính sao kỳ vọng của bình phương á, tức là mình sẽ lấy từng giá trị của x bình phương lên và nhân ra xác suất của nó. Đúng không? Đấy, kỳ vọng đây là lấy giá trị của x là không là bình phương lên, mình nhân giá trị của nó. Thì chỗ này x bằng 1 bình phương lên nó cũng là 1 đúng không? Nhân giá trị của nó. Rồi là chỗ này là 2 bình phương lên là 4 không? 2 bình phương rồi nhân cho 0,3. Rồi cộng cho 3 bình phương nhân cho 0,2. Đó. Thì cái này mình gom lại nè. Đây là 0,3. Chỗ này là 2 bình phương là 4, 4 nhân 3 là 12. Phẩy có một dấu phẩy nữa thì nó còn là 1,2. Còn cái này là 3 bình phương là 9, 9 nhân 2 là 18 vậy là 1,8. Mình cộng là hết cái này nó ra nhiêu? Là 3,3 phải không? 3,3. Như vậy thì cái phương sai của mình nó sẽ bằng là 3,3 nè. Em trừ chi cho 1,5 bình phương. 1,5 bình phương là nhiêu em? Là lấy máy tính bấm này cho thầy coi. Là nhiêu? Rồi mình cho là kết quả Dạ là thầy là 2,25. 2,25. 1,5 bình phương là 2,25 hả? Nhưng mà em lấy 1,3 trừ 3,3 trừ ra nữa. Chị ra chưa? 1 1,05. hả? Bao nhiêu em? 1,05. 1,05. Dạ 1,05. À, đây là phương sai. Rồi à, bây giờ em coi cái lời giải của mình. Đây là chính xác 1,05. Bây giờ đây là đáp án của mình. Đó, thì phương sai thì mình sẽ tính theo công thức là bình phương kỳ vọng của bình phương trừ bình phương kỳ vọng nha. Nhớ như này. Rồi ví dụ về biến ngẫu nhiên liên tục và có hàm mật độ như thế này á, về tìm kỳ vọng phương sai đó. Thì kỳ vọng của nó tính bằng công thức x nhân cho f x dx không, nhưng mà ngoài cái khoảng không một thì tích phân nó bằng không, không tích phân tại vì cái hàm mật độ nó không mà. Đó, mình chỉ tính trong khoảng không một thôi, trong khoảng không một thì tích phân này bấm máy tính ra cũng được, tính tay cũng được ha, ra một hai. Rồi phương sai thì mình lấy là kỳ vọng của bình phương đối với biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì kỳ vọng của bình phương á thì mình lấy bình phương giá trị của x thì nhân cho f x không. Thì công thức của mình thế này kỳ vọng của x bình phương với x là biến ngẫu nhiên liên tục thì nó sẽ bằng tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của x bình phương nhân cho f x đi không. Đấy. Thì đây là công thức tính kỳ vọng của x bình phương với x là biến ngẫu nhiên liên tục á, có hàm mật độ. Thì chỗ này em lấy máy tính em bấm tích phân này ra cho thầy ha, tích phân này ra nè. Nên là gắn vô là x nhân cho f x không, người ngay f x bằng 1 rồi nè. Đấy, cho nên là tích phân này chỉ còn là x thôi, không? Là tích phân của x đây, từ từ 0 đến 1 rồi. Đáp án là 1 phần 2. Còn tích phân của x bình phương á, chỗ này x nè, kỳ vọng x thì mình thay x vô, còn kỳ vọng x bình phương thì mình thay x bình phương vô. Chỗ này x bình phương. Đó ra bằng 1 phần 3. Để tích phân này ra 1 phần 3, còn chỗ này ra 1 phần 2 à. Bình phương nữa thì 1 phần 3 trừ 1 phần 2 ra 1 phần 12. À, thì các bạn em tính toán thì các em làm lại. Để tính chất của phương sai, nếu là x là hằng số thì cái phương sai của x là bằng 0.
và tính chất phương sai của ax cộng b, ax cộng b, ab là hằng số nha, thì nó bằng a bình phương dx. Trực tiếp là cái phương sai của c của b là hằng số là bằng không à. Và nếu y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì lúc nãy thầy nói rồi, y là độc lập thì có nghĩa là x nó nhận giá trị của nó và y nhận giá trị của y một cách độc lập nha, thì mình gọi x y là hai biến ngẫu nhiên độc lập. Thì hai biến ngẫu nhiên độc lập thì mình mới có phương sai của tổng bằng tổng phương sai nha, nhưng mà phương sai của hiệu thì cũng bằng tổng phương sai nha các em lưu ý chỗ này nha, không phải phương sai của hiệu bằng hiệu phương sai đâu, mà điều này nó chỉ xảy ra khi x y là hai biến ngẫu nhiên độc lập mới được. Thì đó là cái tính chất của phương sai. Rồi bây giờ một bạn đọc cho thầy cái ví dụ này. Con này tên gì đây? Thu Xuân đã đọc cho thầy ví dụ nha. Thu Xuân. Dạ. Dạ thầy, là cho x và y tương ứng là các biến ngẫu nhiên độc lập chỉ lợi nhuận tính theo phần trăm hàng năm khi đầu tư vào 2.000 A và B. Giả sử EX bằng 12, DX bằng 25, EY bằng 14, DY bằng 36. Một người đầu tư vào cả 2.000 A và B thì cần lựa chọn tỷ lệ đầu tư như thế nào để ít rủi ro nhất? Lúc nãy thầy nói khi mình đầu tư tài chính á, đầu tư tài chính á, thì cái phương sai của cái lợi nhuận á, cái phương sai của cái lợi nhuận nó càng lớn thì để thể hiện là cái kênh đầu tư của mình càng nhiều rủi ro, tức là có khi là lợi nhuận nó thấp, lợi nhuận nó cao thì cái phương sai nó mới lớn được, đúng không? Mà lợi nhuận nó thấp thì có nghĩa là mình đi lỗ, nó bị âm á. Còn lợi nhuận nó cao có nghĩa là mình có lợi nhuận đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này, thì mình thấy là đầu tư vào ngành ít thì nó có lợi nhuận là 12 nè, lợi nhuận trung bình là 12 và cái phương sai, cái rủi ro nó là 25, đúng không? Rồi ngành y là lợi nhuận nó 14, lợi nhuận trung bình là 14 và phương sai nó là 36. Thì bây giờ là mình gọi A là tỷ lệ đầu tư vào ngành A. Như vậy thì tỷ lệ đầu tư ngành B là 1 trừ A, tại vì mình có 100% vốn mình đầu tư vào 2.000 AB. Và gọi Z là lợi nhuận của nhà đầu tư thì mình sẽ có Z tôi bằng gì? AX cộng cho 1 trừ A tất cả nhân y. Đấy không? Thì để đầu tư ít rủi ro nhất thì cái phương sai của Z là bé nhất. Phương sai của Z là bé nhất. Bây giờ mình tính phương sai của Z. Áp dụng tính chất của phương sai không? Áp dụng tính chất của phương sai. Thì phương sai của AX là mình đem ra ngoài rồi. Thì nó sẽ bằng A bình phương sai của X. Cái này phương sai của 1 trừ A tất cả bình phương sai của Y. Lưu ý là đây là x y là hai biến ngẫu nhiên độc lập rồi, cho nên mình mới có công thức này ha. Rồi sau đó là mình khai triển bình phương này ra và đưa về cái hàng đẳng thức như thế này. À, tại vì phương sai của x là mình thay bằng 25 mà phương sai của y thay bằng 36 rồi. À, mình đưa về đây thì nó ra là cái phương trình bậc hai. Phương trình bậc hai thì mình tính mắc min của nó được, đúng không? Mắc min nó được. À, thì giá trị nhỏ nhất của phương trình bậc hai này đó, cái hàm bậc hai này đó, cái này gọi là hàm bậc hai chứ không có phương trình nào nó có bậc không rồi phương trình. Thì cái này đó là cái hàm bậc hai mà mình tìm giá trị nhỏ nhất của nó thì nó đạt tại cái điểm trừ b chia 2a đó. Nhưng mà cái chỗ này thì nếu mà em nào không nhớ về về toán phương trình bậc hai thì mình có thể bấm giá trị nhỏ nhất của nó như thế này, giá trị nhỏ nhất của nó như thế này, tức là em giải phương trình đó. Em nhập cái hệ số của nó vô. Xin lỗi, cái này là 2. Em nhập hệ số vô nè. 61 không? 61. Rồi trừ 72. Rồi 36. Thì cái này nó vô nghiệm rồi nhưng mà nó có giá trị nhỏ nhất em. Giá trị nhỏ nhất khi x bằng 36 bằng 61. Ha, 36 bằng 61. Khoảng 5,9, 0,59 thì 59%. Rồi giá trị lớn nhất của nó là gì? Nhỏ nhất chứ, giá trị nhỏ nhất của nó là gì?
4,75. Như vậy thì để cái DZ nhỏ nhất, tức là kênh đầu tư của mình ít rủi ro nhất, khi cái tỷ lệ đầu tư của mình là 36,61. Nếu như mình đầu tư vào cái ngành thứ nhất là 36 đồng, thì cái ngành thứ hai nó sẽ là bao nhiêu? 25 đồng, phải không? Mình cộng là sao? Mình đi vào cái khái niệm tiếp theo là cái khái niệm độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x em. Thì độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x là cái căn bậc hai của phương sai. Mình ký hiệu là sigma x hay sigma bình phương. Xin lỗi, sigma. Thì sigma x nó bằng căn bậc hai của phương sai, không? Thì có một số tính chất chẳng hạn như là sigma ax cộng b thì bằng độ bằng giá trị tuyệt đối của a nhân cho sigma x. Và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên ấy, thì nó dùng để đo độ phân tán của biến ngẫu nhiên đó theo đơn vị của biến ngẫu nhiên. Thì cái phương sai nó cũng đo độ phân tán nữa, nhưng mà cái đơn vị của phương sai thì nó không cùng đơn vị đối với cái biến ngẫu nhiên. Rồi, cho nên là mình thường lấy cái độ lệch chuẩn. Và định nghĩa tiếp theo là định nghĩa về biến ngẫu nhiên chuẩn hóa. Thì bây giờ mình có biến ngẫu nhiên x, nó có kỳ vọng là mi và phương xa là sigma bình. Bây giờ mình lấy x đi trừ cho kỳ vọng của nó và chia lại cho cái sigma thì mình được là gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x. Thì mình sẽ có kết quả là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x thì cái kỳ vọng nó bằng không và cái phương sai nó lúc nào cũng bằng một. Một số cái số đặc trưng khác của biến ngẫu nhiên chẳng hạn như là cái trung vị đó. Thì trung vị là một cái số mà nó ký hiệu là mét x, là giá trị mà nó nằm chính giữa tập hợp tất cả các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên. Thấy không? Hay nói cách khác, nó là giá trị phân chia phân phối của xác suất thành hai miền, hai thành phần còn nha. Đấy, thì mình có là giá trị của hàm phân phối tại cái điểm x đi điểm trung vị đó là nó sẽ bé bằng 0,5 và cái giá trị còn lại là lớn hơn 0,5. Đấy là đối với biến ngẫu nhiên rời rạc. Còn biến ngẫu nhiên liên tục thì cái trung vị của nó phải thỏa mãn là f của cái trung vị là bằng 0,5. Định nghĩa tiếp theo là về mod của biến ngẫu nhiên đó. Mod nó chính là cái giá trị mà tại đó thì nó có xác suất lớn nhất. Thấy không? Hoặc nếu mà biến ngẫu nhiên liên tục thì tại tại đó giá trị hàm mật độ nó là lớn nhất. Thì mod của biến ngẫu nhiên ký hiệu là MODX. À, này chữ chữ mod là tôi ghi cái của. Cái này là chữ của. Rồi nó lưu là chậm. Rồi như vậy thì cái bài giảng của thầy về biến ngẫu nhiên trong cái buổi học thứ ba thì đến đây xin tạm dừng ha. Thì thời gian còn lại đó thì sẽ nhường cho các em là có trao đổi gì thì thầy trò mình sẽ trao đổi thêm về kết quả của bài kiểm tra tuần rồi, về cái bài nội dung bài học gặp cái gì khó khăn thì mình sẽ trao đổi ở thời điểm này. Có ai hỏi gì không em? Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Cẩm Tiên nói thầy em. Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Dạ thầy ơi, cái kiểm tra phần 2 thầy em hơi yếu cái phần bài tập đó thầy. Bài tập hả? Em Dạ. làm hai lượt chưa?
Dạ nó cũng được rồi thầy. Ủa, kiểm tra cái tuần 2 là hết hạn rồi mà. Dạ năm rồi nhưng mà cái phần bài tập em hơi yếu, em đọc không hiểu á thầy. Vậy hả? Có chụp hình lên không? Dạ không thầy. Cái chỗ nào mình không biết làm thì mình chụp hình lên mình hỏi nha. Không chụp hình thì thầy biết cái câu nào? Tên gì? Nguyễn Thị Cẩm Tiên hả? Để thầy coi coi. Dạ đúng rồi. À, Nguyễn Thị Cẩm Tiên tên có dấu không? Cẩm Tiên. Tám điểm rồi chơi yếu nữa quay. Dạ. Em mới làm có một lần à. Tranh thủ làm Dạ hai cái lần phần. đi, làm lần hai là được điểm cao nha. Không thầy ơi, cái phần bài tập đó thầy em không có hiểu lắm á, chứ cái phần lý thuyết thì em Ờ, đây là biết bài tập này của em nè, làm cũng được nè, phải không? à. Bài tập của người thầy ơi. Này là khoan thí hả? Dạ. Nè đấy coi, bây giờ mình làm sao nè. Một một công ty cần tuyển 4 nhân viên đúng không, có 10 người gồm 6 nam 4 nữ nộp đơn dự tuyển, mỗi người có cơ hội được tuyển như nhau, tính xác suất để trong 4 người được tuyển là có 3 nữ. À, biết rằng ít nhất có một nữ được tuyển đúng không? Bây giờ thì để thầy cắt cái bài này qua bên đây đi, qua bên file Word thì để giảng lại. Gom cho nó gọn lại. Rớp người. Gì đi để cho kéo to này chút. Rồi bây giờ mình sẽ giải cái bài này ha. Giải này ở đây là em sẽ gọi A là biến cố, tại vì nó có hai biến cố em. Xác suất để trong bốn người được tuyển thì có ba nữ, biết rằng có ít nhất một nữ được tuyển. Rồi biến cố A là có ít nhất một nữ ha, có ít nhất một nữ được tuyển. Thì bây giờ em phải tính cái xác suất của biến cố A này đúng không? Rồi xác suất của biến cố A này nó bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A ngang là không có nữ nào được tuyển. Đúng không? Mà không có nữ nào được tuyển thì một công ty cần tuyển 4 nhân viên phải không? Rồi có 10 người. Không có nữ nào được tuyển có nghĩa là sao em? Mình tuyển 5 người nam luôn. 5 người nam, mà 5 người nam á là mình sẽ chọn trong số xin lỗi 4 người nam luôn chứ. 4 người nam mình chọn trong số 6 người nam này đúng không? 4 người nam mình chọn trong số 6 người nam này nè. Chia cho C4 là 10. Rồi mình tính cái này ra. C4 10 ha, cái này là C4 10 nè. Mình chọn 4 người trong 10 người thì nó có C4 10 cái chọn. Rồi chọn 4 người nam trong số 6 người nam, thấy không? Rồi, bấm máy tính ra tính luôn cho các bạn. 1 trừ nè. 6 6 C4. 6 C4. Rồi chia cho 10 10 C4 ha, 10 C4. Rồi cái này 10 10 bằng 10 13 phần 14 ha. 13 phần 14. Rồi ở đây nó kêu là tính xác suất là trong 4 người được tuyển thì có 3 người nữ, biết rằng có ít nhất một nữ được tuyển đúng không? Có ít nhất một nữ được tuyển là biến cố A. Bây giờ mình gọi thêm biến cố là B là có 3 nữ được tuyển. 3 nữ được tuyển. Thì em hiểu cái biến cố A là như thế nào. Biến cố A là có ít nhất một nữ được tuyển, có nghĩa là có một người nữ được tuyển nè, có hai người nữ được tuyển nè, có ba người nữ được tuyển, là có bốn người nữ được tuyển. Đúng không? Nó có bốn trường hợp, mà cái B này nó chính là trường hợp thứ ba trong đó. Vậy thì mình cần tính xác suất của biến cố B với điều kiện A đúng không? Thì theo theo công thức của mình á thì nó sẽ là B giao với A chia cho xác suất của biến cố A.
nhưng mà xác suất của b do a này chính là xác suất của biến cố b luôn, thấy không? Tại vì b là con của a rồi, cho nên b do a nó sẽ là bằng b luôn. Đấy. Vậy thì bài này nó chỉ cần lấy xác suất của biến cố b chia xác suất của biến cố a thôi, thấy không? Nhưng mà xác suất của biến cố b của mình là ra nhiêu? B là c 3 4 không? Nhân cho c 1 6 rồi chia cho c 3 4 10, tức là cái này là xác suất của biến cố b nè, còn xác suất của biến cố a của mình nó là 13 phần 14 rồi. Rồi giờ mình tính ra kết quả này nè. C 3 4 là bằng 4 không? C 3 4 là 4, là 4 nhân 6 rồi chia cho c 10 c 4, 10 c 4, rồi tất cả cái này mới chia cho 13 phần 14 nữa. 13 ở trên là 13. 8 phần 65 à. 8 phần 65. Có đáp án không em? À, 8 phần 65 là câu trả lời chính xác này, thấy không? Đấy. Em chọn 13 phần 35 là sai. Được chưa ạ? Đấy, thì cái câu này mình trả lời như thế, thấy không? Rồi. Bây giờ thì giải đáp cho cái câu tiếp theo ha, câu tiếp theo này. Nó nói là một cuộc điều tra cho thấy thành phố là có 55% dân số dùng sản phẩm X ha, 40% dùng sản phẩm Y, và trong số những người dùng Y có 35% dùng X. Phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó tính xác suất này người này dùng Y, biết rằng người ấy không dùng X. À, bây giờ mình cắt cái này đem qua bên trang này. Rồi thì để giải cái bài này đó thì em phải gọi hai biến cố đây này, em gọi a là biến cố dùng, a là biến cố là dùng x, dùng x, còn b là biến cố dùng y ha, dùng y. Bây giờ em coi nè, có 55% là dùng x, 55% dùng x, tức là xác suất của biến cố a là bằng 0,55. Rồi 40% dùng y, phải không? 40% dùng y, tức là xác suất của biến cố b là bằng 0,4, và trong số những người dùng y có 35% dùng y, tức là nếu biết người đó dùng y rồi đó thì xác suất ông dùng x là bằng 35%, tức là xác suất của biến cố a, xác suất người dùng x đó, với điều kiện ta đã dùng y là 0,35. Đấy. Bây giờ phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó tính xác suất anh này dùng y, biết rằng người này không dùng x, tức là mình đi tính cái gì, mình cần tính cái gì, tính cái xác suất người này dùng y là b, đúng không, biết rằng người này không dùng x là a ngang. Đấy, bằng bao nhiêu? Thế này mình sẽ dùng cái công thức như thế này nha, đây mình sẽ dùng công thức như thế này. Thì công thức xác suất điều kiện của mình nó sẽ là b a ngang b, đúng không, rồi chia lại cho b a ngang. Đấy. Thì b a ngang b thì mình có là nó là bb trừ cho bab, đúng không, bab. Đấy. Còn cái chỗ này thì nó bằng 1 trừ ba nè. Thì nhà mình phải nhớ mấy công thức này mình làm mới được. Đấy. Thì bb nó cho rồi nè, 0,4, rồi trừ cho gì, mình xuống hàng ghi cái kết quả này sẽ không đủ giấy, thì bb của mình là 0,4 nè. Còn ba thì mình lại tiếp tục áp dụng công thức em, ba là áp dụng công thức là bằng bb nhân cho ba với điều kiện b, tại vì đây nó cho a với điều kiện b nè, còn chỗ này thì mình thế số vô thôi, 1 trừ 0,55. Rồi tiếp tục đây,
Rồi, chỗ này là bằng 0,4 nè. Rồi, chỗ này là bằng 0,4 luôn. VB là 0,4 nhân 0,35. Rồi chia là cho 0,45 không? Rồi lấy máy tính bấm rồi nè. 0,4 em trừ cho 0,4. BB trừ BAB nhân 0,35. Rồi tất cả chia cho 0,45. Rồi nó bằng 26/45. Nếu mà mình làm mình ghi thành số thập phân là 0,5778 không? Đây mình chỉ nhận dụng công thức này. Còn có đáp án không? 26/45 nha. 26/45 đáp án chính xác của mình 26/45. Được chưa? Nhận dụng mấy công thức đó mình làm. Đây, chỗ này có bạn tính thuốc rồi. Rồi thì giải đáp hai cái câu ở trong cái đề thi ha. Tìm tòi ví dụ này kia đó với em vận dụng cái công thức sản xuất ha. Rồi bạn nào có ai hỏi gì thêm không? Rồi nếu không có hỏi thì buổi học của mình đến đây tạm dừng ha. Rồi trong tuần tiếp theo là các em làm bài test số 3 cho thầy nha, bài kiểm tra số 3 cho thầy. Rồi, rồi tạm biệt các em.